Vâng, chào các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái môi của Đức nhá, môi của Đức này. Đấy, giá thì chỉ có 70 cành cho một con môi như này thôi. Con này thì chấm hết đầy con rết luôn. Đó. Thứ nhất là môi khá là dài nhá, thì khi các bác để vào xoong, để vào tô nó không bị chìm môi nhá. Thứ hai là lòng khá là sâu thì múc được nhiều nhá. Và thứ ba là nó là thân dẹt như này. Thân dẹt như này và inox 304 này và thân dẹt như này thì khi các bác rửa thì nó rất là sạch. Rửa vuốt phát này sạch luôn, không bị võm. Thường những cái môi võm thì nó sẽ hay bị đọng thực phẩm, đọng thức ăn và nó sẽ đóng cấn ở đây, nó rất là bẩn. Nhưng mà con này thì rất là sạch luôn. Dùng múc cũng rất là vừa tay, hàng thương hiệu Winling của Đức Hành, người inox 304 sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Lên mã giúp cho em là môi Đức nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 70k cho con môi Đức như này thôi. 70.000 cho con môi Đức như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bình 20 nhá. Con này dung tích là 2 lít cả vỏ. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 cho một con bình 20 như này. Giá khá là rẻ luôn. Đấy. Bên ngoài thì bằng inox sáng bóng đẹp nhá. Inox sáng bóng đẹp. Con này thì các bác có thể dùng để mình đựng nước lọc này, hoặc là đựng trà, đựng các loại nước uống đều ok hết nhá. Dung tích của nó là 2 lít cả vỏ. Con này không có chức năng giữ nhiệt đâu. Con này thì chuyên để dùng để mình đựng nước lọc mình uống thôi. Đựng nước lọc, trà hoặc là các cái loại nào mà mình muốn sử dụng để mình uống trực tiếp, hoặc là nước đun sôi để nguội thì các bác cho vào đây cho em, nó rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, có nắp có gioăng như này. Con này thì không có chức năng giữ nhiệt đâu nhá. Đấy, nó chỉ là một cái bình đựng nước bình thường thôi. Và cái giá thì cũng chỉ có 80 cành thôi, cho nên là các bác mua về để mình đựng nước thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, nhà có trẻ nhỏ các bác dùng cái này nó không bị vỡ. Dùng cái đồ thủy tinh thì nó hay bị vỡ. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên mã giúp cho em là bình 20 nhá. Bình 20 giá sẽ là 80.000. Đó. Lên cho em là bình 20. Bình 20 80k, dung tích của nó sẽ là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80.000. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho anh em các bác cái sản phẩm dành cho trẻ em, đó là cái máy đọc thẻ nhá. Đây nó sẽ là một con máy như này. Đó. Và bao gồm cho các bác là một máy này, một dây sạc và một cái bộ thẻ, bao gồm cho các bác là 112 thẻ với 224 từ vựng khác nhau. Đó, rất nhiều các cái chủ đề để các bác có thể xem để luyện tập nhá. Đây. Đấy, về nhà thì các bác cho các em nó bật cái nguồn này lên này, bật cái nguồn này lên. Đó. Bật nguồn lên. Chúng mình bắt đầu nào. Đấy, ấn thẻ vào này. Bố. Father. Đấy, có cả tiếng Việt tiếng Anh luôn nhá. Ông nội này. Ông nội. Grandfather. Đấy. Hai mặt luôn nhá, chị gái này, em gái này. Em gái. Sister. Đấy, và rất nhiều ngôn ngữ với rất nhiều chủ đề khác nhau nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 112 thẻ với 224 từ vựng khác nhau. Đấy, cả tiếng Việt cả tiếng Anh. Thì cho về cho trẻ em nó luyện tập rồi chơi rồi giải trí rất là tốt luôn. Mà cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Lên cho em là máy đọc thẻ, giá sẽ là 95k nhá. Máy đọc thẻ này. Máy đọc thẻ, giá sẽ là 95k cho một con máy đọc thẻ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái kẹo chuột nhá. Đấy, nó sẽ là một cái viên kẹo như này. Đấy, hàng nó sẽ là một cái viên kẹo màu hồng như này thì con chuột nó sẽ bị thu hút bởi cái màu sắc nhá. Thứ nhất là màu sắc. Đấy, nó là một cái màu hồng như này rất là thu hút luôn. Và cái dòng này của nó thì hàng của Thái Lan nhá, hàng Thái Lan, nguyên đai nguyên kiện như này, hàng của Thái Lan. Đấy, 100% toàn bộ chữ Thái hết nhá. Chữ Thái hết, mã tem, mã cốt, mã vạch đàng hoàng, hàng của Thái Lan đạt tiêu chuẩn. Thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn, bán được rất là nhiều. Con này thì ưu điểm của nó khi mà một con chuột ăn thì nó sẽ kéo cả đàn đến ăn luôn. Một con ăn là kéo cả đàn đến ăn và chết cả đàn cả họ luôn, chết cả gia đình cả họ dòng họ luôn các bác nhá. Đó, thì phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Và cái giá thì chỉ có 30k thôi. Lên mã giúp cho em đó là kẹo chuột nhá. Kẹo chuột, giá sẽ là 30.000. 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba tô nhá. Giá sẽ là 100.000 cho ba cái tô như này. Ba cái tô. Đấy, hàng dày dẫn sáng bóng đẹp và ba chiếc luôn. Đấy. 100.000 cho ba cái tô như này cũng khá là hợp lý. Về nhà các bác có thể đựng cơm, đựng cháo, đựng thực phẩm, đựng thức ăn hoặc các cái đồ nào đều được hết nhé. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 cho ba cái tô như này. Con to nhất này thì dung tích của nó sẽ là 1.8 lít này, to nhất 1.8 lít này. Con nhỏ này là 1.2 lít và con nhỏ nhất này sẽ là 700ml các bác nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là bộ ba tô nhá. Bộ ba tô này, bộ ba tô. Giá của nó sẽ là 100 cành nhá. 100.000 cho ba cái tô như này. Hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức nhá. Đấy, Winling hay hình người của Đức. Rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì khá là hợp lý nhá. Chỉ có 100.000 cho ba cái tô như này thôi. Đấy, dùng thì bền bỉ chắc chắn và không lo bị vỡ, bị sứt mẻ các nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái khò ga các bác này. Lên mã giúp cho em đó là khò ga đồng nhá. Con này nó sẽ là khò ga đồng và các bác dùng thì mình sử dụng nó rất là tiện ích luôn. Đấy, khò ga bằng đồng như này.
Đấy, chất liệu của nó 100% là đồng tự nhiên nhá, thì giữ nhiệt rất là tốt luôn. Đấy, chịu nhiệt cực kỳ là tốt luôn, có điều chỉnh gió này và lắp phù hợp hết các loại bình ga nhỏ to ở Việt Nam mình. Lên cho em là khò ga đồng nhá. Khò ga đồng giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho con khò ga đồng như này thôi. Khò ga đồng giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 cho một con khò ga đồng như này. Con này rất tuyệt vời để các bác sử dụng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con sạc dự phòng A nhá. Lên cho em là sạc dự phòng A. Đây nó sẽ là một con sạc kèm cả dây như này. Đấy. Hàng của thương hiệu Takasio Made in Japan này. Đấy, Takasio Made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Dung tích pin của nó là lên tới 20.000 mAh nhé, 20.000 mAh đó. Và nó sẽ có 3 cổng sạc như này, 3 cổng sạc như này cho 3 loại điện thoại luôn. Về nhà các bác dùng thì rất là tiện, không cần phải lấy dây dợ lằng ngoằng. Và có một cái chân sạc vào như này, các bác cắm trực tiếp vào chân USB này. Hoặc là các bác dùng cái chân sạc này cho em, chân sạc này cho em. Và ngoài ra ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đèn pin rất là sáng nhé. Đấy, một con đèn pin rất là sáng luôn. Thì các bác có thể dùng để ban đêm mình sử dụng rất là tiện nhé. Đó, và rất là nhiều chức năng khác. Đây, cắm sạc thì các bác chỉ cần là nó sẽ có 3 chân luôn, chân tai si Samsung, Oppo đều cắm được hết nhá. Về nhà các bác chỉ cắm vào cho em là thế này là xong này. Đấy, cắm vào cho em là xong. Rất tiện ích luôn, đây các bác nhá. Đó, rất tiện ích luôn. Đó, báo pin luôn nhá và sạc tương đối là nhanh luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra, cắm thử điện thoại và thanh toán giúp cho em. Lên mã giúp cho em đó là sạc dự phòng A nhá, sạc dự phòng A. Giá sẽ là 230.000. 230.000 cho con sạc dự phòng A như này. Con này thì rất là tiện ích rồi. Sạc dự phòng A 230.000. Ngoài ra thì bên shop còn mấy cái sạc Samsung này nữa này. Thanh lý nốt cho bác này. Con này thì 10.000 mAh. Thanh lý nốt cho bác. Đang bán bao nhiêu? 180.000 các bác nhá. 180.000. Con này thì hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng của thương hiệu Samsung như này. 10.000 mAh mà con này chuyên để sạc cho các dòng điện thoại rất là tiện ích luôn này các bạn. Đấy, có báo pin như này. Có 3 2 chân USB và 1 chân Type C như này. Đấy. 10.000 mAh, hàng của thương hiệu Samsung nhá. Hàng Samsung các bác biết rồi. Đó, một thương hiệu rất là nổi tiếng luôn. Con này thì nó sẽ không có kèm dây đâu. Về nhà các bác cắm vào cái dây nhà mình thôi, nó chỉ có kèm cái dây bé này thôi nhá. Giá thì chỉ có 180.000 thôi, 180.000. Đấy, em còn mấy con nữa. Hôm nay thanh lý nốt cho các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có cho các bác là 150.000, xả lỗ nặng cho các bác luôn. Đấy, còn mấy con nữa em thanh lý nốt cho các bác cái lô này. Giá sẽ là 100 giá sốc cho các bác luôn, 150k luôn. Lên mã giúp cho em đó là sạc dự phòng Samsung nhá. Dự phòng Samsung này. Dự phòng Samsung, giá sẽ là 150k. 150k cho một con như này. Còn mấy con nữa em thanh lý nốt cho các bác. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết. Hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy. Hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji Made in Japan các bác này. Đấy, Muji Made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai này các bạn này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu 1m6 và một mẫu 1m8 đều là nhân 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép miếc được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống quá nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Hàng thương hiệu Muji đây. Muji Made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái
còn chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật, giá sẽ là 180k. Bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, chiếu mây. Giá sẽ là 180k. Đó. Nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m. Nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m thì nó là 2m, nó là cái kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhá, thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu. Hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu, đây nó sẽ là màu xanh này, màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó. Dệt từ sợi bông tự nhiên. Và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này. Một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn. Một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1 mét 6 mét 6 2 mét nhá, mét 6 2 mét các bạn, rất là rộng luôn. Đây. Con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông thì các bác đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết. Đó. Kích thước của nó là 1 mét 7 x 2 mét nhá, 1 mét 7 x 2 mét các bác nhá. Đó, đây các bác này. Đấy. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, cho nên là dùng rất là đã. Đó. Dùng rất là đã luôn. Đó. Và có hai màu, màu xanh và màu Chanel nhá. Hai màu này đều siêu sạch luôn. Hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy. Chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông, mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này. Đây nó sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây. Đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này. Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá. 40 x 60 các bác này. Đấy. Và một cái gối ôm nữa. Một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1 mét nhá. Một gối ôm chiều dài 1 mét. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn. Hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá. Chăn ga này. Chăn ga Nhật này. Chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Hello các bác nhá, hôm nay thì bên shop về cho các bác một số mã hàng rất mới, đó là mẫu giày da anh em nhá. Chất liệu của nó thì là 100% là da bò tự nhiên. Đó, và sẽ có cho các bác là mẫu giày và mẫu sục. Bên em có hai mẫu. Cái này thì nó liên quan đến kích thước của chân, cho nên là các bác xem mình nhớ là mình đi cái kích thước nào, số size bao nhiêu thì báo chính xác giúp cho em để em lên đơn cho các bác cho nó tránh nhầm lẫn nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đó thì hôm nay bên shop về cho các bác cái mẫu giày đầu tiên nó sẽ là giày sục nhá. Giày sục thì các bác lên cho em là giày sục này, thì nó sẽ có hai mẫu là sục đặc và sục có lỗ như này. Đấy, sục đặc và sục có lỗ như này thì các bác muốn lấy đặc thì lấy, mà lấy có lỗ thì lấy nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Mẫu này đầu tiên nó sẽ là mẫu có lỗ này. Đấy, nó sẽ là dập lỗ như này nhá. Dập lỗ như này. Chất liệu thì bên em làm nó là 100% là da bò tự nhiên nhá. Da bò tự nhiên và có khâu hết các bác này. Đấy, có khâu hết như này. Cho nên các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn. Cỡ của nó thì sẽ là từ 38 đến 42. Từ 38 đến 42 bác nào vừa chân nào thì lấy mẫu đấy cho em. Từ 38 đến 42 nhá. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là sục lỗ này. Đấy, sục lỗ này. Tiếp theo thì con này nó sẽ là sục đặc này. Đấy. Sục thì bên shop sẽ có hai mẫu cho các bác. Hai mẫu cho các bác, đó là sục lỗ và sục đặc, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy thôi. Màu sắc kiểu dáng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Cỡ thì sẽ là từ 38 đến 42. Mẫu này thì sẽ dành cho các bác là gọi là các bác muốn nhanh, đấy, lười, nó cũng gọi là giày lười cũng được, hoặc là sục cũng được. Đấy, thì em gọi là sục cho nó dễ. Thì các bác lên cho em là sục lỗ và sục đặc nhá. Đấy, giá thì sẽ là
thì các bác lên cho em là sục lỗ hoặc là sục đặc nhá. Đấy, sục lỗ này, đó, sục lỗ hoặc là sục đặc nhá, nó có hai loại. Đó thì giá sẽ là 290.000 nhá, 290k cho một đôi. Đấy, 290.000 cho một đôi. Bác nào muốn lấy lỗ thì lấy, mà lấy đặc thì lấy. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên, hàng cực mềm luôn, bao cho các bác test thoải mái luôn nhá, test bật lửa đốt thoải mái cho em. Các bác cứ đốt vào giữa này, đừng đốt vào chỉ nhá, đốt vào giữa này cho em này. Đấy, em bao cho các bác đốt thoải mái luôn, đốt test thử thoải mái. Lên cho em là sục lỗ hoặc là sục đặc thì bên em sẽ có hai mẫu như này, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 290.000 cho một đôi sục như này nhá, 290.000 cho một đôi sục như này. Tiếp theo thì bên shop sẽ có cho các bác là mẫu giày đây. Đấy, mẫu giày thì nó cũng có cho các bác là từ size 38 đến size 42, 38 đến 42. Đó, mẫu giày. Đấy, giày này thì nó sẽ là giày nam, chất liệu là 100% là da bò nhá, 100% là da bò, và có khâu hết cho các bác luôn. Đấy, đã khâu trước hết cho các bác như này, cho nên là các bác yên tâm về mà sử dụng thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng mới tinh cho các bác luôn nhá. Đấy, mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này cho các bác sử dụng thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, chất liệu da của nó thì các bác biết rồi. Đấy, chất liệu da của nó thì nó là bằng da bò tự nhiên. Em bao cho các bác đốt thoải mái luôn, đốt tét thoải mái, da bò tự nhiên, siêu mềm cho các bác luôn nhá. Đó, hàng thì cực kỳ chất lượng đây, chất da cực kỳ là mềm. Da mới mà đã mềm như này rồi, các bác chỉ cần đi trong vòng là một tuần thôi là nó mềm nhũn ra luôn. Đấy, rất là chất lượng này. Đấy, đế của nó sẽ là đế cao su nhá, đi cực kỳ là mềm và êm ái này. Đấy, và có khâu hết như này luôn. Đó, và kích thước bên shop đang gửi đến các bác thì nó sẽ là từ 40, từ 38 đến 42. Đấy, từ 38 đến 42. Đây. Đấy. Và giá sẽ là 390.000 cho một đôi như này thôi. 390.000 các bác nhá. Đấy, 390.000 cho một đôi giày như này. Đôi này nếu mà các bác vào cửa hiệu mà mua thì nó sẽ bán cho các bác khoảng 6-700.000. 6-700.000 cho một đôi giày như này. Nhưng bên shop bán cho bác giá chỉ có 390.000 thôi. Đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra thanh toán giúp cho em. 390.000 cho một đôi giày như này. Các bác lên cho em là giày nam nhá. Đấy. Lên cho em là giày da đi, giày da. Cái này thì các bác lên cho em là giày da, giá sẽ là 390.000. Đấy, lên cho em là giày da này. Đấy. Giày da nhá, giá sẽ là 390k cho một đôi. 390.000 cho một đôi. Kích thước của nó là từ 38 đến 42. Bác nào đi cỡ chân nào thì lấy đúng cỡ chân chuẩn cỡ cho em, để tránh cái việc là hàng gửi đến không vừa, hoàn đi hoàn về nó mất, rất là mất công các bác nhá. Và gửi đi vận chuyển đi nó hỏng hàng. Cho nên các bác lưu ý đúng kích thước giúp cho em. Lên mã giúp cho em đó là giày, giày da. Giá của nó sẽ là 390.000 cho một đôi giày da như này. Hàng tuyệt đẹp cho các bác luôn nhá. Đấy, tuyệt đẹp cho các bác luôn. Đều có khâu vá hết như này thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen. Đó, các bác lên cho em là thắt lưng đen này. Đấy, mặt của nó thì nó sẽ là cái dạng mặt như này. Đấy, mặt tráng gương cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Và chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, da bò tự nhiên, và nó có cái màu đen rất là đẹp như này. Và lẫy của nó thì nó sẽ là lẫy trượt nhá, lẫy trượt. Đấy, lẫy trượt như này. Lấy lấy con trượt như này các bác này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy vào này cho em này, đẩy vào này cho em. Đó, đẩy vào này. Đấy, khóa của nó thì rất là ngon luôn, rất là ngon các bác nhá. Đó. Thì con này rất là đẹp các bác nhá. Mặt của nó thì nó sẽ là mặt đúc liền hết nhá, mặt đúc liền, rất đẹp cho các bác luôn. Mặt đúc liền như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 160.000 cho một con thắt lưng da bò như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen, để tránh nhầm với các cái mẫu khác, tại vì bên shop cũng có khá là nhiều mẫu luôn. Đó. Mã này thì các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá. Giá của nó sẽ là 160.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng đen này. Thắt lưng đen, giá của nó sẽ là 160k một chiếc nhá. 160.000 cho một chiếc thắt lưng đen như này. Ngoài ra thì bên shop sẽ về cho bác cái lô đó là thắt lưng da bò Mỹ nhá, thắt lưng da bò Mỹ. Đấy. Các cái kiểu mặt thì nó cũng na ná như nhau thôi. Đấy, các cái kiểu mặt thì đều là mặt đúc liền, tráng gương và nó cũng như nhau. Con này thì nó sẽ là hàng con lăn nhá. Hàng con lăn như này, đó. Và chất liệu của nó thì nó cũng là da bò tự nhiên. Và cái này của nó thì nó sẽ là da bò nguyên khối nhá. Da bò nguyên khối, còn cái kia thì nó sẽ là hàng theo kiểu là hàng may như này. Hàng may như này thì mỗi con nó sẽ có những cái kiểu dáng và cái độ đẹp khác nhau nhá. Con này thì nó sẽ là hàng nguyên khối như này. Đấy. Và con này thì các bác lên cho em là thắt lưng da bò. Đấy, nó sẽ có màu đen và màu nâu nhá. Màu đen và màu nâu. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Đấy,
hàng của Mỹ này, đấy, made in USA nhá, made in USA. À, dạng này của nó thì nó sẽ là hàng da bò nguyên miếng nhá, da bò nguyên miếng như này. Đấy, thắt lưng da bò nguyên miếng như này. Thì con này giá của nó sẽ là 190.000. Các bác lên cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò nguyên miếng. Đó, thắt lưng da bò nguyên miếng. Giá sẽ là 190k. Còn con này thì các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen. Giá của nó sẽ là 160.000. 160.000 cho con thắt lưng đen như này. Đấy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Bên shop cũng rất là nhiều mẫu mã để gửi tới các bác nhé. Đó. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các cái mẫu hàng mới, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship nhé. Đấy, các bác cứ cân nhắc mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Cầm cho anh hai cái túi táo vào đây. Không còn viên nào à? Đưa cho anh cái biển nào. Hôm nay thì bên shop về cho các bác mã sản phẩm đó là cái nho khô các bác nhá. Nho khô đó. Nho khô của Hàn Quốc này. Hàng thì sản xuất tại Hàn Quốc nhá. Được phân phối bởi tập đoàn Samsung này. Đấy, tập đoàn Samsung và các cái tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Các bác có thể mua về để cho biếu tặng làm quà, cũng như là mua về để đi Tết này. Vừa sang xị mịn vừa lịch sự này. Đó. Thì hạn sử dụng của nó khá là dài luôn. Và bên shop bán theo một bịch như này nhá. Một bịch như này thì đây. Nho của nó thì hạt của nó rất là đều nhá. Hạt to đều đẹp. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Nho của Hàn Quốc rất đẹp, rất chất lượng cho các bác luôn nhá. Và cái giá thì cũng rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Chỉ có 90.000 cho một hộp nho khô này thôi. 90.000 cho hộp nho khô này nhá. Hàng của Hàn Quốc nhá, made in Korea luôn các bác nhá. Made in Korea, hàng của Hàn Quốc luôn. Rất tuyệt vời, rất chất lượng này. Chất nho thì các bác biết rồi. Đấy, khỏi phải bàn luôn. Đây, hạt to đều đẹp. Đấy, không chất bảo quản, không phẩm màu nhá. Giữ nguyên màu nguyên vị các bác nhá, nguyên màu nguyên vị. Ăn thì ngọt và ngọt thanh nhá, và không bị chát nhá, không bị chát các bác nhá. Đó, rất đẹp các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một bịch nho khô như này. Các bác lên mã giúp cho em đó là nho khô, giá của nó sẽ là 90k các bác nhá. Nho khô 90.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là nho khô này. Nho khô, giá của nó sẽ là 90k trên một hộp như này nhá. 90.000 cho một hộp nho khô như này. Hàng này thì rất tuyệt vời luôn. Đấy, của Hàn Quốc nhá. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Đây. Đấy, made in Korea nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất đẹp. Lên mã giúp cho em là nho khô. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại Nokia nhá. Đấy, một cái dòng điện thoại Nokia, một cái dòng điện thoại một SIM. Đấy, một SIM như này. Con này thì rất là tiện ích để cho các bác sử dụng thôi. Cái giá thì giá cực kỳ là hạt rẻ và ưu đãi rồi. Chỉ có cho các bác là 150.000 cho một con điện thoại một SIM như này. Giá sẽ là 150k nhé. Bao gồm cho các bác là một pin này. Đấy, một pin này, một củ sạc này và một chiếc điện thoại như này. Về nhà các bác lắp vào cho em. Đó, rất ngon lành nhá. Đấy, bàn phím thì cực kỳ là êm, nổi, rất là ngon lành cho bác luôn. Combo này, hàng của thương hiệu Nokia nhá. Đó, giá chỉ 150.000 thôi. Về nhà các bác chỉ cần là lắp SIM và là mình nghe gọi bình thường thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là điện thoại một SIM nhá. Điện thoại một SIM này. Giá của nó sẽ là 150k nhá. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là set thìa đũa nhá. Ở đây thì sẽ là combo cho các bác này, bao gồm cho các bác là 6 cái thìa và 6 đôi đũa. Và giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có 80.000 thôi. 80.000 cho một cái combo như này. Sẽ bao gồm cho các bác là hàng sẽ là hàng inox 304, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật. Và cái giá thì sẽ là 80.000 cho 6 cái thìa. Đây, nguyên cái thìa đã chất lượng rồi, dày dẫn chắc chắn này. Dày dẫn chắc chắn vô cùng luôn các bác nhá. Đó, inox 304 này, Su-304, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Đó. Và rất là cứng cáp, dày dẫn chắc chắn, cứng cáp, sáng bóng đẹp, rất dễ rửa ráy nhá, và to dày dẫn. Đấy, combo cho các bác này, 6 thìa và 6 đôi đũa. Đây, 6 thìa, 6 đôi đũa như này, đầu đũa có đánh nhám chống dính luôn. Mà cái giá thì thực sự là yêu thương luôn nhá. Đấy, thực sự là yêu thương luôn. Các bác lên cho em là set thìa đũa nhá, set thìa đũa. Đấy, set thìa cộng với lại đũa luôn, thìa cộng đũa nhá. Đấy. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. 80k cho một set như này. Các bác chả đi đâu mà mua được combo cho em là 6 cái thìa rồi, và 6 cái thìa và 6 đôi đũa. Giá chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải của Hàn Quốc nhá. Đấy, đây nó sẽ là
một cái dòng bàn chải của Hàn Quốc. Bàn chải được làm từ sợi than tre hoạt tính nhá, sợi than tre hoạt tính như này đó. Và con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, đây các màu sắc khác nhau cho các bác luôn, đây đầy đủ màu mè cho các bác lựa chọn nhá. Được làm từ sợi than tre nhá, cực kỳ là đẹp luôn các bác này, cực kỳ là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là sốc luôn. Đấy, hàng này của nó thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá, hàng của Hàn Quốc. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 20.000 cho 4 cái luôn nhá, 20.000 cho 4 cái. Bình thường nếu các bác đi ra ngoài mà mua nhá, đấy là cũng phải mất 10 đến 15.000 cho một chiếc bàn chải thường. Mà đây một cái chiếc bàn chải Hàn Quốc như này mà giá thì rất là ưu đãi cho các bác luôn. Các bác mua 4 cái là bằng 20k này, 10 cái sẽ là bằng 40k. Đấy, 40k và mua cả hộp như này là 30 chiếc là bằng 110.000 nhá, 30 cái. Một hộp này là 30 cái là 110.000. Đấy, một hộp này là 30 chiếc luôn. 30 chiếc là có 110k thôi. 30 chiếc được làm từ sợi than tre hoạt tính nhá. Hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cốc tự khuấy các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy này. Đây nó sẽ là một con cốc như này. Về nhà các bác dùng nó rất là tiện ích. Về các bác dùng có thể để mình pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc linh tinh và linh tinh luôn. Đấy, rất là đa di năng như này. Đấy. Rất là tiện ích nhá. Đấy, về nhà các bác lắp pin cho em. Lắp cho em là hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các nhá. Hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây. Đó. Lắp cho em cái hai viên pin con thỏ nhỏ vào cái đít này cho em là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích luôn. Đó, và rất dễ sử dụng. Đấy, lắp pin vào, sau đó thì các bác sử dụng như bình thường thôi. Đấy, bật công tắc này lên này. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái hạt nam châm từ trường. Đó. Và nó luôn luôn là dính vào đây. Đấy, các bác lấy ra rửa cũng được. Rất là ok. Mình bật thì nó sẽ xoay cái hạt nam châm từ trường này và nó giúp cho các bác ngoáy rất là tốt luôn. Bên trong thì bằng inox sáng bóng này. Đấy. Nắp có giòn nhá, nắp có giòn cao su luôn, rất là chặt. Bên ngoài thì giữ nhiệt rất là tốt luôn. Vừa để pha cà phê, vừa là pha ngũ cốc, pha các loại hạt rồi giữ nhiệt rất là tốt nhá. Lên cho em đó là cốc tự khuấy nhá. Đấy, cốc tự khuấy, dung tích của nó là 380ml cả vỏ luôn. Cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90 cành cho con cốc tự khuấy như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là gắp nóng nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con gắp như này. Thì các bác có thể dùng để mình pha mình gọi là làm trong nhà bếp. Làm trong nhà bếp thì các bác có thể dùng để mình gọi là chiên, rán, xào, nấu đều được hết. Rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ như này. Các bác dùng để mình rán bánh này, lật bánh, lật cá, rồi chiên, rồi nói chung là làm các đồ đoàn đều ok hết. Và cái giá thì thực sự là rất là tốt cho các bác luôn. Chỉ có 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em là gắp nóng nhá. Giá nó sẽ là 30k cho một em gắp nóng như này. 30.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn bão nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này. Và có tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, có quạt này. Đấy, có quạt này. Đấy, có cả quạt mát cho các bác luôn. Quạt mát này các bác này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn quạt đi cho nó dễ. Đó, tại vì nó có cả cái quạt như này. Thì lên cho em là đèn quạt đi, tại vì đèn bão thì nhiều bác lại nhầm với những cái loại đèn khác. Đó. Và cái đèn này nó sẽ có là một đèn và một quạt, thì lên cho em là đèn quạt nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho một con đèn quạt như này thôi. Đấy, nó sẽ có là đèn này, đấy, và đầu bên này thì sẽ có một cái quạt mát này. Đấy, một quạt mát luôn. Đấy, đèn kèm quạt luôn. Và con này thì nó sẽ có sẵn pin rồi, và các bác có thể lắp thêm pin tiểu vào đây nếu mà cái pin bình thường nó hết, pin 168 nó hết thì các bác lắp pin tiểu vào cho em. Đấy. Cái quạt này các bác có thể sử dụng liên tục cho em trong vòng từ 3 đến 6 tiếng nhá, từ 3 đến 6 tiếng. Quạt rất là mạnh luôn, đó. Các bác lên tên cho em là đèn bão hoặc là đèn quạt cũng được. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100k tròn thôi, 100.000 tròn. Nó có dây sạc sẵn rồi. Về nhà các bác cắm sạc vào cho em xong. Con này thì siêu tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn quạt nhá. Đèn quạt này. Giá của nó sẽ là 100k. 100k cho con đèn quạt thế này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi nhá. Tỉa lông mũi bằng tay này. Đấy, con này thì các bác dùng bằng tay mình tỉa thôi. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Đây. Đấy, cơ chế hoạt động của nó thì nó sẽ là xoay vòng như này và rất là tiện này. Đây em sẽ thử cho các bác xem nhá. Đây nhá. Đây ví dụ như cái chổi này em sẽ cắt thử này. Đấy, các bác đưa vào mình cắt như này chưa? Đó, cắt này. Đấy, ở đây nó sẽ đứt ra này. Các bác thấy không? Đó. Và khi mình đưa vào mũi thì cũng vậy thôi. Các bác cứ đưa vào này là cắt là nó sẽ ra nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 50 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là tỉa lông mũi nhá. Tỉa lông mũi bằng tay. Giá sẽ là 50k. Đó. Tỉa lông mũi này. Tỉa lông mũi bằng tay nhá. Giá sẽ là 50k một chiếc như này. 50k trong chiếc tỉa lông mũi bằng tay như này. Rất tiện ích luôn.
Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái khăn mặt Hàn Quốc nhá. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc thì bên shop bán theo vỉ nhá. Một vỉ này của nó sẽ là 60.000 cho một vỉ 10 cái này. 1 2 3 4 5. Đấy, là 2 dây là 10 chiếc, 10 chiếc là 60.000. Còn bán lẻ thì bên shop sẽ bán cho bác là 20.000 3 cái nhá. 20.000 3 cái, còn một vỉ 10 cái là 60.000. Đây. Các bác này. Đó. Kích thước của nó sẽ là một chiều là 30, một chiều 50. Chất liệu 100% sợi bông tự nhiên, siêu thấm hút nước. Đó. Các bác có thể dùng để mình thứ nhất là rửa mặt này. Đấy, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa này. Đấy, mua một bịch này về mình dùng dần và dùng vào các công việc đều được hết nhá. Đấy, nhà có cỗ có bàn mình đưa ra mình lau tay cũng được, rất là sạch sẽ luôn, rất tiện ích. Ăn cơm ăn nước mình dùng để lau tay, lau mũi cho trẻ em cũng rất là ok. Đó. Giá thì sẽ là 60.000 cho một bịch như này, bao gồm cho các bác là 10 cái. 60k trên một bịch như này nhá. 60k trên một bịch là 10 cái nhá. Đấy, còn mua lẻ thì sẽ là 20k. 20k thì được bằng 3 cái nhá, 20.000 3 cái. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái ấm pha trà nhá. Ấm pha trà thì lô này về nó sẽ có cho các bác là cả màu đỏ nhá, có cả màu đỏ nữa đấy các bác này. Đấy, màu đỏ cam như này. Đấy, màu cam như này các bác này. Màu cam, màu đỏ cam rất là đẹp luôn. Đó. Lô này về lại là màu đỏ cam nhá. Và giá thì chỉ có 110.000 cho một con ấm pha trà này thôi. Con này dung tích của nó là 1 lít nhá, dung tích của nó là 1 lít và con này giữ nhiệt rất là tốt luôn, giữ nóng giữ lạnh cho các bác luôn nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là yêu thương luôn. Đấy, và đây thì nó sẽ có cái lưới lọc như này để các bác dùng để pha trà, pha cà phê, pha các loại hạt hoặc các cái loại đồ uống mình có sơ thì mình cho vào đây chứ, rất là tiện luôn. Đó, sau đó xoay nắp vào. Con này thì nó cũng hơi giữ nhiệt thôi chứ không giữ hẳn là giữ nhiệt đâu. Đấy, nó cũng hơi giữ nhiệt thôi. Đấy, bên trong thì bằng inox sáng bóng này, dưới đít thì có lót cao su chống trơn trượt này. Đấy, và bên ngoài thì nó sẽ là sơn tĩnh điện nhá, sơn tĩnh điện. Và con này thì cũng có chức năng giữ nhiệt nhưng mà nó không cao. Đó, và cái giá thì chỉ có 110k thôi. Lên cho em là ấm pha trà nhá, ấm pha trà. Đấy. Bên shop về thì nó sẽ có lô màu đen, lô màu vàng cam như này, đây lô màu cam nhá, 110k cho con ấm pha trà như này. Đó. Giá khá là hợp lý cho các bác. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái chai xịt bếp các nhá. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng để mình xịt rửa bếp này, cuối năm rồi. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng khi các bác xịt ra thì nó sẽ là một cái dòng bọt như này. Thôi để đổ đi không phải thử đâu. Một cái dòng bọt như này. Đấy, một cái dòng bọt như này các bác này. Đấy. Và khi đó thì các bác để thì nó sẽ thẩm thấu vào trong các cái phần mà mỡ, các cái phần mà trong không gian bếp nhà mình là nó sẽ tẩy sạch cho các bác luôn. Đó, và giá thì các bác lên cho em là xịt bếp nhá, xịt bếp giá của nó sẽ là 40.000 nhá, xịt bếp giá sẽ là 40k cho một bình xịt bếp như này, 40.000 cho một bình xịt bếp như này các bác nhá. Đó, đây các bác này, đấy, cái bếp nhà mình đang bị bẩn nhá, bị nấm mốc rồi bị mỡ màng nhá, các bác xịt vào cho em, sau đó thì các bác chỉ cần là đánh kỳ đi là xong. Đấy, các bác thấy không, các cái không gian bếp nó sẽ thêm phần sạch sẽ, sáng bóng và đẹp hơn rất là nhiều. Đó. Rồi nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet các bác xịt vào cho em, sau đó thì các bác để là nó sẽ đánh tan và nó tẩy sạch đi. Đấy, đặc biệt là các cái vết bám dầu mỡ là nó tẩy cực kỳ là tốt luôn. Và hàng này của nó thì nó sẽ là hàng tự nhiên cho nên dùng nó rất là tốt nhá. Đấy, giá thì sẽ là 45k nhá, em xin lỗi các bác em nhầm giá nhá. Giá sẽ là 45k cho một chai xịt bếp như này. Đó. Lên mã giúp cho em là xịt bếp, giá sẽ là 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ nhá. Đồng hồ thì đợt này bên shop tiếp tục về cho các bác cái đồng hồ SK này. Đồng hồ SK rất là đẹp luôn. Đấy, con đồng hồ SK này thì giá sẽ là 260.000. Hàng của thương hiệu Orin. Đấy, Orin của Nhật các bác nhá. Của Nhật, rất chất lượng cho các bác luôn. Và tên mã của nó là mã đồng hồ SK. Mặt của nó là mặt đỏ này và có cái xoay giờ chỉnh kiểu như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ SK nhá. Đồng hồ SK. Con này thì giá sẽ là 260.000. Đó, đồng hồ SK này. Đấy, lên cho em là đồng hồ SK, giá sẽ là 260.000 nhá. 260.000 cho con đồng hồ SK như này. Mặt của nó mặt đỏ này và có hai lẫy xoay như này, rất là đẹp các bác nhá. Đó, đồng hồ chạy ok. Đấy, có cả lịch, có cả ngày tháng cho các bác luôn, đầy đủ luôn. Rất đẹp, rất tuyệt vời các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đồng hồ Longines nhá. Đấy, con đồng hồ Longines này. Longines thì là một thương hiệu đồng hồ của Nhật các bác biết rồi. Đó. Con này thì giá của nó sẽ là 250.000. 250.000 cho con đồng hồ Longines như này. Đấy. Mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, dây trắng mạ vàng rất là đẹp luôn. Hàng của thương hiệu Longines của Nhật nhá. Longines của Nhật rất là đẹp luôn. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 200
250.000 cho một con đồng hồ Longines như này. Và con này thì tất cả đồng hồ của bên em nó đều là đồng hồ chạy bằng pin hết nhá. Đấy, chạy bằng pin hết. Đấy, có đính đá rất là đẹp luôn các bác này. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ Longines, giá của nó sẽ là 250.000 cho con đồng hồ Longines như này. Tiếp theo thì em lên cho bác con đồng hồ Rolex nhá. Rolex thì con này nó sẽ là hàng thương hiệu nổi tiếng rồi. Đấy, đồng hồ mặt vàng và có đính đá vùng quanh này rất là đẹp này các bác này. Đấy. Mặt vàng đính đá vùng quanh rất là đẹp luôn, kim dạ quang nhá, đồng hồ trôi nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300k cho một con đồng hồ Rolex như này nhá, đồng hồ Rolex này. Đấy, có cả lịch luôn nhá, có cả lịch luôn. Hàng thì cũng là hàng của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 300k cho con đồng hồ Rolex như này thôi. Đấy, lên cho em là đồng hồ Rolex nhá, đồng hồ Rolex này. Rolex giá của nó sẽ là 300k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng, kiểm tra, thanh toán giúp cho em. Đó, đồng hồ thì chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một mã sản phẩm, đó là cái con dao nhá. Các bác lên cho mã giúp cho em, đó là con dao G49 nhá. Dao G49. Đấy, nó sẽ là một con dao rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý thôi. Chỉ có cho các bác là 150.000 cho một con dao G49 như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một con dao vừa để băm, vừa để thái, vừa để chặt được luôn. Đấy, rất là tiện ích nhá. Hàng đa chức năng, băm thái chặt được hết, rất là bén luôn các bác nhá, rất là bén luôn. Cân nặng của nó thì vào khoảng là 3 đến 4 lạng. Hàng của thương hiệu Wattpo này, thép không gỉ này, Japan này, đấy. Rất bén luôn, em test dọc dưới bóng cho các bác xem này. Đấy. Rất sắc các bác nhá. Đấy, một con dao chặt mà có thể dọc được dưới bóng như này là các bác yên tâm sử dụng rồi. Thì nó sẽ là dòng thép trắng không gỉ, sử dụng cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. Rất là đầm tay nhá. Đấy, nó vào khoảng là từ 3 đến 4 lạng. Đây, cán liền như này, dùng để băm chặt thái rất là ok. Băm chặt thái đều được hết nhá. Nó sẽ là dao đa di năng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000, 150k cho cái mã dao G49 như này nhá. Đấy, giá chỉ có 150 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao G49, hàng của thương hiệu Wattpo của Nhật này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao G49 nhá, G49. Giá của nó sẽ là 150k, 150.000 cho con dao G49 như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái dây sạc iPhone nhá, dây sạc nhanh iPhone. Thì nó sẽ bao gồm cho bác là một củ và một dây như này nhá, một củ một dây như này. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý luôn, một củ một dây như này và giá chỉ có 60 cành thôi. Đấy, hàng thương hiệu iPhone 14 Pro này, iPhone 14 Pro. Giá rất hợp lý các bác nhá. Đấy, giá rất hợp lý luôn. iPhone 14 Pro này, giá chỉ có 60k thôi. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone nhá. Dây sạc nhanh. Đó, giá của nó sẽ là 60 cành. 60 cành cho cái dây sạc nhanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái khay úp cốc nhá. Đấy, Tết nhất đến nơi rồi, các bác sắm cho mình và đại gia đình nhà mình một cái khay úp cốc như này. Đấy, để các bác sử dụng để úp cốc chén này, rồi để các bác vệ sinh nó rất là sạch sẽ. Khi lắp thì các bác đẩy cái lẫy này vào cho em này. Đấy, là mình lắp vào. Đấy, nó sẽ lắp vào như này. Thì khi các bác úp những cái cốc cái chén thì nước nó sẽ chảy xuống cái đĩa này. Và các bác lại tháo ra mình vệ sinh cho em. Tháo ra mình rửa ráy vệ sinh rất là tiện ích luôn. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay úp như này. Một khay như này rất là đẹp này. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái khay như này nhá. 6 cái phần úp như này. 6 phần úp như này. Đấy, và giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là đó là khay úp cốc nhá. Giá chỉ có 90.000 thôi. Khay úp cốc giá sẽ là 90 cành. Giá rất hợp lý rồi. Các bác trẻ đi đâu mua được một cái khay đẹp như này. Đấy, hàng mạ vàng 18 carat rất đẹp luôn. Inox mạ vàng các bác nhá. Rất đẹp, rất sáng bóng cho các bác luôn. Và cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là bao nhiêu? Đấy, giá chỉ có cho các bác là 90k cho một khay úp cốc như này. Siêu hạt rẻ luôn nhá. Siêu hạt rẻ luôn. 90 cành cho một khay úp cốc như này. Giá rất hợp lý, các bác có thể mua để sử dụng trực tiếp trong gia đình nhà mình hoặc cho biếu tặng làm quà. Đó, rất ok. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm, đó là cái giấy lau giày nhá. Một bịch này của nó thì bao gồm là 30 chiếc các bác, 30 tờ. Các bác dùng để mình lau giày, vệ sinh giày dép rất là ok và rất là sạch luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 20k cho một bịch lấy giấy lau giày như này thôi, 20.000. Bác nào mua từ 3 bịch thì bên em tính cho các bác là 3 bịch là bằng 50k nhá, 50k. Ở đây thì cái giấy này nó đã tẩm sẵn các cái loại chất tẩy rồi. Đấy, các bác về mình lau vệ sinh giày dép rất là sạch luôn, giày vải, giày da, các loại giày dép. Hoặc các bác dùng để lau bàn ghế, lau cửa kính rất là sạch luôn nhá. Lau bàn ghế, lau cửa kính rất sạch luôn. Giá thì chỉ có 20.000 một bịch thôi. Và mua từ 3 bịch thì sẽ là 50.000 các bác nhá. Đó.
Đây các bác này, đấy, lau rất là sạch luôn nhá. Đấy. Đấy, lau cả mực sạch được mực luôn các bác này. Đấy, rất sạch luôn nhá. Đó. Các bác dùng để mình lau giày thì rất là sạch luôn. Đấy, lau bàn, lau ghế, lau mực mà còn sạch vậy thì các bác lau giày là biết rồi. Đó. Đấy các bác này, đấy. Những cái đôi giày bị bẩn như thế mà các bác lau phát là sạch luôn nhá, đặc biệt là giày trắng nhá. Đó, các bác thấy không? Đây. Giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 một bịch thôi, siêu rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái bộ 5 bộ 6 hũ gia vị nhá. Thì hộp này bao gồm cho các bác là 6 hũ tất cả, 6 hũ gia vị như này. Đấy, các bác có thể dùng để sử dụng để mình làm đựng thực phẩm, đựng thức ăn trong gia đình nhà mình rất là tiện luôn. Đấy. Hàng thì siêu chất cho các bác luôn. Đấy. Lô này về thì nó sẽ là một cái hàng mẫu mới rất là đẹp các bạn, rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, nó sẽ có sẵn khay này các bác này. Đấy. Sẵn khay này này. Hàng thì của Nhật các bác này, của Nhật, của thương hiệu Zimian các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, các cái khay gia vị như này. Các bác chỉ cần mở nắp này, mở nắp mình tra, sau đó thì mình đậy nắp vào cho em, rất tiện luôn. Đấy, rất tiện ích các bác nhá. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh. Về nhà các bác cho muối, mì chính, hạt nêm, hạt tiêu, hạt điều vào đây. Đấy, các loại hạt các bác cho vào đây, sau đó thì mình tra thì mình nhỏ ra cho em, sau đó thì lại đậy nắp lại. Rất tiện ích này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 hũ này. 1 2 3 4 5 6 hũ gia vị như này, rất đẹp luôn nhá. Đấy, có thể xoay tròn này. Có thể xoay tròn như này. Hàng rất đẹp cho các bác luôn nhá, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. 1 2 3 4 5 6 khay như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy. Đây. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật và xuất sang Hàn Quốc nhá, rất là đẹp cho các bác luôn. Đó. Có thể xoay tròn như này. Đấy, rất đẹp các bác này, rất đẹp như này. Và bao gồm cho các bác là 6 cái hũ nhá, 6 hũ như này. Đó, 6 hũ như này. Inox rất đẹp này. Đấy, và đây có nắp đậy này, rất tiện ích luôn. Đấy, mở ra cha, sau đó thì lại cho vào, rất là tiện luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ 6 hũ gia vị, giá chỉ có 130.000 thôi. Bộ 6 hũ gia vị giá sẽ là 130k. Bộ 6 hũ này. 6 hũ gia vị nhá, 6 hũ gia vị giá sẽ là 130k. 130k cho cái bộ 6 hũ gia vị như này. Rồi ok. Hello các bác nhá, hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một số cái đồ da của bên em. Đấy, đồ da thì nó sẽ có cho các bác là các loại túi da này, ví da này, rồi thắt lưng da bò này, thắt lưng da cá sấu này, và rất là nhiều mã hàng khác nữa để em lên video gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship và một số mã lạ có trong chương trình. Nếu đơn mã nào bao ship thì bên em sẽ báo thẳng là bao ship cho các bác luôn. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái mũ da bò nhá. Mũ da bò. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Gucci. Đó, thì cái này bên shop cũng không có nhiều, chỉ còn có vài cái này thôi. Và cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi luôn. Giá của nó sẽ là 350.000 cho một cái con mũ da bò như này nhá. Lên mã giúp cho em là mũ da bò, giá sẽ là 350k. Nó sẽ có cho các bác là màu nâu và màu đen như này, hai màu rất là đẹp luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Ý nhá. Đấy, cỡ của nó là cỡ XL, cỡ to luôn. Đây, made in Italia này, hàng của Ý cực kỳ cao cấp luôn nhá. Đó, và xuất đi rất là nhiều nước luôn. Đấy, Anh, Pháp, rồi Nhật, rồi Hàn Quốc, rất nhiều nước luôn nhá. Và đây thì cái đai này của nó đằng sau này sẽ là đai bằng đồng như này. Và nó sẽ có 3 cữ nhá, 3 cữ. Thì các bác có thể là đeo cữ 1, cữ 2, cữ 3 tùy theo mình có thể thả ra hoặc là nhấn vào, tùy theo nhu cầu và cái khổ của đầu mình nhá. Đấy, con này thì cực kỳ là ôm đầu và đẹp luôn. Đó, chất liệu của nó thì 100% là bằng da bò tự nhiên nhá. Bằng da bò tự nhiên. Em bao cho các bác đốt thoải mái luôn nhá. Đốt thoải mái luôn. Lên cho em đó là mũ da bò. Mũ da bò 350.000 một chiếc nhá. 350.000 một chiếc. Tiếp theo thì bên shop sẽ về cho các bác cái thắt lưng da bò. Thắt lưng da bò hàng của Mỹ nhá. Hàng của Mỹ. Đấy, hàng của Mỹ đây. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò. Hàng made in USA này. Đó, made in USA. Đó, hàng của Mỹ. Cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên. Và mặt của nó là mặt tráng gương cực kỳ đẹp nhá. Mặt tráng gương cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ có cho các bác là khóa của nó là khóa con lăn như này. Thì rất là tiện, các bác chỉ cần là đẩy lên là nó sẽ cài vào cho các bác luôn. Rất là chặt nhá. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên. Da bò tự nhiên. Dùng cực kỳ là xịn và cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000 cho một con thắt lưng da bò như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng da bò. Giá của nó sẽ là
190k nhá. Đấy, hàng của Mỹ. Các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò. Thắt lưng da bò giá sẽ là 190k. Đó, 190.000. Ở đây thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Thì tùy theo các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn này, rất đẹp. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên. Và hàng da nguyên miếng cắt trực tiếp này, không qua máy khâu gì cả nhá. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Hàng của Mỹ này, đấy. Hai cái này, chiều dài cũng khác nhau luôn nhá. Made in USA này. Đó, lên cho em là thắt lưng da bò, giá sẽ là 190.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái ví da bò này, 120.000 một chiếc. Đó, hàng này cũng là hàng của Mỹ luôn. Đó, hàng của Mỹ. Đây, made in USA này, hàng của Mỹ cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và nó sẽ bao gồm cho các bác là hai ngăn thường và một ngăn khóa nhá. Hai ngăn thường, một ngăn khóa. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và chất lượng cho các bác luôn. Chất liệu 100% là da bò tự nhiên các bác này. Đấy. Và nó sẽ là một cái dòng ví rất là chất luôn. 1 2 3. Các bác sẽ có 3 là 4 ngăn. 4 ngăn để thẻ, để giấy tờ và một ngăn này nữa là 5 nhá. Rất nhiều ngăn cho các bác luôn. Chất liệu 100% là bằng da bò tự nhiên cho nên là dùng rất là mềm và rất là mỏng nhá. Cái ví này nó rất là mỏng thì khi các bác bỏ giấy tờ, bỏ tiền vào là vừa, nó sẽ không bị quá dày. Lên theo là ví da bò có màu đen và màu nâu. Màu đen đây, màu nâu đây. Đấy, hai màu thì cũng là tương đối là đẹp. Giá thì sẽ là 120.000 cho một cái ví da bò như này. Đó, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái túi da bò nhé. Túi da bò thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái túi đeo hông da bò như này. Đấy, chất liệu 100% da bò tự nhiên. Các bác dùng cực kỳ là thích luôn. Hàng của nó da bò cho nên nó rất là mềm này. Đấy, các bác có thể xoắn như này vào bỏ ra nó vẫn da bình thường. Đó, 100% là da bò nhé. Đây, các bác có thể dùng để cào cấu thoải mái luôn. Đấy, hoặc là bật lửa lên đốt cho em thoải mái luôn. Đấy, chất liệu 100% là da bò nhé. Thì con này các bác lên cho em là túi đeo hông nhá. Túi đeo hông giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, lên cho em là túi hông nhá. Túi hông này giá sẽ là 130k. Đấy, tiếp theo là bên shop có cho các bác cái mẫu túi chéo này. Đấy đây, một túi hông này thì sẽ có màu xanh và màu xám như này. Màu xanh, màu xám như này nhá. Có hai màu này, túi hông có màu xanh, màu xám này. Tiếp theo là đến cái mẫu túi chéo này. Đấy, túi chéo thì giá sẽ là 140.000. Đấy, túi chéo 140k nhá, 140.000. Và túi vuông thì sẽ là 180k nhá, 180k cái túi vuông. Đó, thì đây, túi túi chéo này. Đấy, con này thì các bác dùng để đeo chéo cho em nhá, đeo chéo cho em. Đấy, nó sẽ là một cái dòng túi như này. Có cho các bác là màu xanh và màu màu xanh, màu nâu như này. Màu xanh, màu nâu xám nhá. Đấy, đằng trước nó sẽ có cho các bác là hai ngăn này. Đấy, hai ngăn, một ngăn to nữa là 3 nhá, một ngăn to nữa là 3. Đó, và đằng sau một ngăn nữa là sẽ có cho các bác là 4 ngăn. Ngoài ra thì bên trong của nó thì đấy, nó sẽ là một cái ngăn khá là rộng luôn. Khi các bác dở ra nó rất là rộng. Túi rất là vuông và rất là đẹp nhá. Đó, quai đeo chéo như này. Và có khóa tùy chỉnh bằng đồng nhá, khóa tùy chỉnh bằng đồng như này. Rất tiện ích luôn. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 140.000 cho một con túi chéo như này nhá. Lên cho em là túi chéo 140.000. Có cho các bác là hai màu. Đấy, màu xanh và màu nâu xám nhá, màu xanh, màu nâu xám. Tiếp theo thì túi vuông. Túi vuông bên em về nó cũng có cho các bác là hai màu, màu xanh, màu nâu xám. Và giá thì sẽ là 180.000 cho một con túi vuông như này nhá. 180.000 cho một con túi vuông như này. Có quai đeo nhá, quai đeo đây. Quai của nó này, phần khóa của nó bằng đồng hết nhá. Và có máy da bò tự nhiên này. Đấy, da bò tự nhiên như này. Rất đẹp cho các bác luôn. Đó đây. Các bác có thể đeo vào cho em này. Đấy, đeo vào như này. Rất tiện ích cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đằng trước có hai ngăn này. Đằng trước có hai ngăn. Đằng sau nó sẽ có cho các bác là một ngăn như này, một ngăn to như này. Đó, và một ngăn rộng nữa, một ngăn rộng, một ngăn to ở bên trong là ngăn chính thì sẽ có cho các bác là hai ngăn phụ, một ngăn thường và một ngăn có khóa nhá. Một ngăn có khóa, đấy, một ngăn có khóa như này. Và vải chống nước cho các bác luôn nhá. Đấy, rất tuyệt vời. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con túi vuông như này. Con túi vuông này thì sẽ có cho các bác là hai màu nhá, hai màu. Nó sẽ có cho các bác là màu nâu và màu xanh nhá, màu nâu và màu xanh như này. Đấy, là con túi vuông. Con này thì kích thước của nó là cao là 25 mà rộng là 20 nhá. Cao 25, rộng 20. Đó. Còn con túi hông này của nó thì nó sẽ có cho các bác là một ngăn, hai ngăn, ba ngăn. Đấy, bốn ngăn đằng trước và một ngăn to nữa là 5 nhá. Một ngăn to nữa là 5. Cũng khá là nhiều ngăn luôn. Các bác có thể đựng giấy tờ, ví tiền, điện thoại rồi nói chung là đa di năng luôn. Đeo trực tiếp vào hông để mình đi chơi, đi du lịch rất là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thắt lưng dù nhá. Đấy, thắt lưng dù. Thì đây nó sẽ là một cái dòng thắt lưng của hàng của con mũ không? Thắt lưng hàng của quân đội của Mỹ nhá. Đây,
hàng của thương hiệu dép quân đội Mỹ này. Con thắt lưng dù này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k cho một con thắt lưng dù như này nhá, 80.000, hàng thương hiệu dép này, 1961 này. Đấy, công ty này tuổi đời của nó tương đối là lâu đời rồi. Đấy, và chất liệu của nó thì được làm bằng sợi dù như này. Hàng này thì bền vĩnh cửu luôn. Các bác dùng nó chỉ có gọi là lì thì thôi chứ không bao giờ hỏng nhá. Chất liệu của nó thì hàng phục vụ quân đội thì các bác biết rồi. Cái thiết kế của nó thì cực kỳ là quân đội luôn, rất là nhanh nhá, chỉ cần sập vào này cho em là xong này. Đấy, thả ra nước nào cũng được, không cần phải khuy khủng, không cần phải xỏ vào lỗ nó mất công nhá. Chỉ cần là nhả ra và đẩy vào như này thì các bác có tuổi rồi mình dùng nó cũng rất là tiện nhá. Đấy, khi các bác đi vệ sinh này thì các bác chỉ cần là nhấc ra như này cho em là kéo ra này. Còn khi các bác đóng vào thì chỉ cần sập này là nó sẽ vào. Đó. Lên cho em là thắt lưng dù nhá, thắt lưng dù. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá chỉ có 80.000 thôi. 80k cho một em thắt lưng dù như này. Em này thì cũng khá là tiện dụng để các bác sử dụng trong các cái sinh hoạt hàng ngày của mình thôi. Đấy, và giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là thắt lưng dù, giá sẽ là 80k, thắt lưng dù, giá sẽ là 80k nhá. Tiếp theo thì bên shop lên cho bác cái thắt lưng cá sấu vàng. Cá sấu vàng đây. Đấy, thì nó sẽ là hình con cá sấu vàng như này, cho nên bên shop gọi nó là cá sấu vàng. Con này thì giá sẽ là 80.000 cho một con thắt lưng cá sấu vàng như này. Hàng rất đẹp cho các bác luôn nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn này. Và con này thì của nó cũng là dòng lẫy khóa như này nhá. Lẫy khóa như này rất tiện ích luôn. Các bác chỉ cần đẩy vào này cho em này. Đấy, nghe cái tiếng khóa của nó kêu đã thấy thích rồi. Đó, rất là ngon lành cho các bác luôn nhá. Rất là tiện ích này. Mặt vàng hình cá sấu rất là đẹp này. Mặt vàng cá sấu rất là đẹp như này. Và cái khóa này thì các bác chỉ cần nhấc này là tháo ra được này. Còn thả ra thì các bác cứ này kéo này là nó siết vào bụng nhá, siết vào bụng này. Và nó sẽ sập lẫy khóa như này thì dùng cực kỳ là bền và chắc chắn luôn. Đó, không bao giờ hỏng. Các bác chỉ cần kéo này cho em là sập vào. Nghe tiếng khóa kêu đã là thích rồi. Đó, rất là ngon lành cho bác nhá. Đó. Thì các bác nếu mà lấy nguyên cái cá sấu không như này thì giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000, hàng mới tinh nguyên đai nguyên kiện như này. Giá chỉ có 80k cho một con thắt lưng cá sấu vàng như này thôi. Còn nếu các bác mua cái dòng cao cấp hơn mà nó đựng trong hộp thì cái giá của nó sẽ cao hơn một chút nhá. Đấy, cái con đựng trong hộp như này thì giá của nó sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho một con thắt lưng cá sấu hộp như này. Con này đựng trong hộp thì nó sẽ cao cấp hơn một chút và nó có cái hộp về các bác có thể cho biếu tặng làm quà. Còn nếu các bác mua dùng trực tiếp thì lấy luôn cho em con bên ngoài này. Đấy, chất liệu, kiểu dáng và màu sắc kích thước như nhau, chỉ khác nhau là thêm một cái hộp này thôi. Đấy, nếu các bác lấy con cá sấu hộp này thì giá của nó sẽ là 140.000 nhá. Lên cho em là cá sấu thường. Cá sấu thường thì sẽ là 80k nhá. Đấy, các bác lên cho em là cá sấu thường này. Đó. Cá sấu thường. Cá sấu thường thì sẽ là 80k. 80k cho con cá sấu thường. Còn lên cho em là cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp thì giá của nó sẽ là 140k. 140.000 cho con cá sấu hộp nhá. Đấy, cá sấu trong hộp này thì sẽ là 140.000. Đó. Còn con cá sấu thường bên ngoài này thì sẽ là 80.000 thôi. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Dưới 200 thì cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái nắp cống nhựa nhá. Nắp cống nhựa ngăn mùi. Thì bên shop có hai mẫu nắp bằng nhựa và nắp bằng đồng. Thì em sẽ lên trực tiếp cho xem cầm cho cái nắp đồng này. Con này thì nắp sẽ bằng nhựa nhá, nắp bằng nhựa. Thì về nhà các bác lắp đặt cũng rất là dễ dàng thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Con này thì nắp cống nhựa ngăn mùi này giá chỉ có 15k một chiếc thôi nhá. 15k một chiếc. Các bác có thể cho vào thoát sàn nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, hoặc là cho vào các cái dòng như là chậu rửa bát, chậu rửa mặt cũng vừa hết nhá. Chậu rửa bát nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là nắp cống nhựa ngăn mùi. Giá sẽ là 15k. Nắp cống nhựa ngăn mùi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn này. Đấy. Đây các bác này. Đó. Nó sẽ là một con nắp cống như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần lắp xuống cho em là xong. Đấy. Rất là tiện và giúp ngăn mùi rất là tốt và rất là sạch sẽ. Đấy, có cái phần giữ rác này nó cũng rất là tốt luôn. Các bác có thể cho cả vào chậu rửa cũng được. Đây. Test trực tiếp luôn nhá. Đấy. Rất tiện luôn các bác này. Giúp bạn tiết kiệm chi phí. Sản phẩm thay thế các loại lắp inox đắt đỏ, kém hiệu quả. Giờ đây bạn chỉ cần bỏ ra chi phí rất nhỏ mà vẫn đạt được hiệu quả vượt trội. Bạn đang gặp rắc rối, ống nhà tắm bốc mùi hôi khó chịu, da và tóc thiếu xuống cống gây tắc nghẽn, côn trùng và vi khuẩn tràn lên theo đường ống. Bộ lắp phễu ngăn mùi thoát sàn chống trào ngược là sản phẩm dành cho bạn. Sản phẩm sẽ giúp bạn ngăn chặn mùi hôi và vi khuẩn, thoát nước dễ dàng, xóa bỏ nỗi lo tắc cống. Bộ lắp phễu ngăn mùi lắp đặt dễ dàng, bảo vệ sức khỏe bạn và gia đình và đặc biệt giúp bạn tiết kiệm chi phí. Thì sản phẩm thay thế các loại. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là
15.000 các bác nhá. Nắp cống đồng ngăn mùi này. Đấy, đây sẽ là con nắp cống đồng ngăn mùi đây. Con này thì nó sẽ là bằng đồng. Đấy, bằng đồng các bác nhá. Bằng đồng đúc, và cái cơ chế hoạt động của nó thì nó sẽ là khi nước nó xả xuống thì nó sẽ tự mở này. Nước xả xuống nó sẽ tự mở như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Con nắp cống đồng này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. Đấy, con này thì nắp bằng đồng. Đấy, các bác chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đấy. Khi xả thì nước nó sẽ tự chảy này. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Cơ chế hoạt động của nó rất đơn giản thôi. Xả thì nó sẽ tự chảy và ngăn mùi rất là tốt nhá. Đấy, giúp cho các bác ngăn mùi rất là tốt luôn. Đậy vào cái là kín mùi luôn. Đấy, tại vì cái cơ chế của nó thì nó sẽ là cái cơ chế là khi xả nước thì nó sẽ mở và không xả thì nó sẽ ngắt. Con này thì sẽ là 50.000, có kèm cho các bác một cái long đen như này. Nếu mà nhà tắm nhà các bác cái vòi mà chậu to thì các bác lắp thêm cái long đen này vào cho em, thì tháo cái giòn ra lắp cái long đen này vào. Còn nếu không, nhà tắm mà cái vòi chậu rửa nó vừa thì các bác lắp trực tiếp vào cho em. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k cho cái nắp cống ngăn mùi bằng đồng này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con đèn các bác nhá. Đấy, nó sẽ là một con đèn đèn đeo đầu wifi như này. Đấy, con này thì rất là sáng các bác nhá, và có điều chỉnh như này, có điều chỉnh này rất là sáng luôn đó. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này đó. Ngoài ra con này thì nó sẽ có cho các bác là cái mắt cảm biến này, có hai con mắt cảm biến ở đây. Đấy, các bác gạt qua nó sẽ sáng, gạt qua nó tắt, rất tiện luôn đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con đèn wifi như này, giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi, giá sẽ là 130k một con, 130.000 cho con đèn wifi như này. Con này thì rất tiện để cho các bác sử dụng, đặc biệt là bác nào làm thợ làm nghề mà chân tay mình không muốn chạm trực tiếp vào đèn, sợ nó bẩn, nó mất vệ sinh, bán cá bán tép hoặc là đi làm bùn đất thì các bác dùng con này cho em rất là tiện. Các bác chỉ cần gạt qua cái nó tắt luôn. Lên cho em là đèn wifi, giá sẽ là 130.000. Đèn wifi giá sẽ là 130k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ bài vàng đây. Đấy, nó sẽ là một cái bộ bài như này. Đấy, cuối năm rồi các bác chơi bài, chơi tú thì dùng cái này chị em. Đấy, bên ngoài của nó thì nó sẽ là hình con thuyền rất là đẹp như này. Đấy, và bên trong của nó thì nó sẽ là màu sắc như này. Dòng này của nó là bài bằng nhựa nhá, bài bằng nhựa các bác. Đấy, bằng nhựa chứ không phải là bằng giấy, cho nên là các bác dùng nó rất là cứng và bền. Đây các bác này. Đấy. Uốn cong thoải mái luôn. Đấy, uốn cong thoải mái luôn. Nó bằng nhựa nhá. Nó bằng nhựa này. Dùng nó rất là đã các bạn. Đấy, dùng rất là đã luôn các bác thấy không? Đây. Đấy. Rất đã luôn, rất là sướng nhá. Đấy, bằng nhựa này các bác này. Nó là nhựa lá nhá. Nhựa lá dùng nó rất là thích. Các bác dùng rồi quấn rồi kẹp các bác này, rất là ok luôn nhá. Đấy các bác thấy không? Đây. Lên mã giúp cho em đó là bài vàng. Giá sẽ là 50.000 cho một bộ bài vàng như này. 50k nha. Bình thường các bác mua một cái bộ bài giấy đều cũng đã 20-30.000 rồi. Thế mà một cái bộ bài vàng đẹp như này giá chỉ có 50k thôi. 50 cành cho một bộ bài vàng như này, rất tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ lấy dây tai nhá. Đây nó sẽ là một cái bộ lấy dây tai đa di năng như này. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đựng trong một cái hộp bằng inox như này, và bao gồm cho các bác là đây. Đấy, rất nhiều các cái chi tiết này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chi tiết tất cả luôn. Đó, 6 chi tiết tất cả này. Có cả những cái đầu lò xo này để các bác lấy dây tai rất là tiện luôn. Đó. Và đựng trong một cái hộp này các bác có thể treo vào móc khóa này để mình mang đi trực tiếp này, hoặc để ở nhà rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bộ lấy dây tai inox nhá. Lấy dây tai inox giá của nó sẽ là 30 cành. 30k cho một cái bộ lấy dây tai inox như này nhá, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi xoay nhá. Đấy, vòi xoay. Vòi bạc xoay xoay 360 độ. Đây, bằng inox nhá, bằng inox như này, và có thể xoay 360 độ được. Thì các bác về các bác xoáy vào chậu rửa mặt, chậu rửa bát nhà mình dùng để mình điều chỉnh, có nước một vòi và có nước hoa sen nhá, rất đầy đủ các chi tiết như này. Về nhà các bác cho vào mình sử dụng nó rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là vòi bạc xoay 360 độ, giá sẽ là 80k. Vòi bạc này, nó màu bạc mà, nó xoay 360 độ nhá, và giá sẽ là 80 cành.
Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các bạn này. Đầu nối mọi cánh tay robot xoay 1024 độ, xoay mọi hướng dễ dàng, không những giúp rửa tay đỡ bắn nước ra thành chậu, mà giúp các bác rửa mặt, đánh răng, mội đầu, cọ rửa chậu vô cùng tiện lợi. Đầu vòi được làm bằng đồng rất chắc chắn, bền bỉ, được phủ cờ rôn sáng bóng, sang trọng. Đầu vòi được tích hợp cả gen trong và gen ngoài, giúp dễ dàng lắp cho hầu hết mọi loại vòi chậu rửa trên thị trường. Mà không chỉ có chậu rửa mặt, khi nối vào đầu vòi rửa chén bát, vòi nước nhà bạn sẽ lên một tầm cao mới. Với 50 suất đầu tiên cho anh chị nào đặt hàng ngay tại đường đấy, có gen trong gen ngoài cho bác luôn nha, xoáy rất là ngon luôn nha. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cân treo nhá. Cân treo cầm tay như này, các bác có thể mang đi để mình đi du lịch này, cân cá, cân tôm, cân tép này, mua hàng này để mình check lại này, rồi mua đi máy bay thì mình mang đi để mình cân đồ này, nói chung là rất là đa di năng luôn. Các bác lắp cái viên pin vào đây cho em, lắp viên pin vào đây. Đấy, sau đó thì mình lắp vào đây cho em là xong nhá. Đó, lắp vào đây. Đấy, nếu mà các bác lắp pin vào mà bật không lên thì tháo ra đảo cái chiều viên pin lại cho em. Đấy, đảo ngược cái chiều pin lại là ok. Giá thì sẽ là 90.000 cho một cái con cân treo cầm tay như này. Cân treo cầm tay này các bác nhá. Đấy, lên cho em là cân treo cầm tay. Rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ treo lên như này để các bác có thể cân đồ đạc này, cân các thứ rất là ok luôn. Đó, các bác muốn cân cái gì thì cân. Đó, đây, ví dụ treo lên như này là mình cân thôi, rất là tiện các bác này. Đấy, đây nhá, em cân thử cho các bác xem này. Đấy, 0,10 kg các bác này. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là các cái chế độ cân và cập nhật cả nhiệt độ luôn. Và ưu điểm của nó có đèn led như này, thì anh em các bác thợ câu cá này đi câu ban đêm ban điếc dùng con này cũng rất là ok. Một con cân treo này rất là ngon. Con này mắc của nó là lên tới là 50 cân nhá, lên tới 50 kg luôn. Đấy, thì cân được 50 cân. Còn về nhà các bác muốn cân bao nhiêu thì cân, mặc định của nhà sản xuất là như thế. Còn về nhà thì các bác có thể cân 10 cân, 20 cân, 30 cân, 40 cân, cân tới 50 cân cũng được, tùy theo các bác cứ cân thôi. Đấy, thoải mái đi các bác nhá. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân treo cầm tay nhá. Đấy, cân treo cầm tay giá sẽ là 90k. Rồi, em chào các bác. Nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship cho em, và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng các bác nhé. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu các bác này. Đó, đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship nhá. Dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhá. Nhớ cộng ship vào nhá, đừng mặc cả nó mệt các bác nhá. Đó. Thì đây là các cái số hotline của bên em này, các bác có thể liên hệ các bác nhá. Đây, em sẽ test cho các bác xem cái con mũ lưới này luôn các bác này. Đây, đấy, đập đi, đập thoải mái đi, đập nhiệt tình đi, đập vô tư đi, đập mạnh tay lên các bác này. Đấy, đập vô tư đi. Anh em thấy không? Đấy, không có hề có một vết rạn nứt gì luôn nhá, một vết xước cũng không có nhá. Đấy, đập đi các bác này. Hai con đập vào nhau này. Đấy, đập mạnh lên nhá. Đập trên không được thì để dưới đất đập nhá. Đập đi anh em ơi. Đập đi anh em ơi. Đập mạnh lên anh em này. Đập mạnh lên anh em ơi. Đó, anh em thấy không? Đấy. Rất là ngon lành cho anh em luôn. Một con mũ lưới như này, hàng thì của Mỹ các bác nhá. US của Mỹ này. Đây, American này. Đấy, American. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. American nhá. Đập cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, đập thoải mái, đập bong tay luôn, không hề vấn đề gì nhá. Có đai cho các bác có thể là thu gọn vào để mình đội nó rất là đẹp nhá. Và có cái phần lưới như này để các bác chùm lên, nó gọi là lưới ngụy trang đấy. Thì các bác muốn đeo lưới thì đeo, mà không đeo lưới nữa thì mình bỏ ra, nó cũng rất là tiện ích thôi. Cái lưới này nó sẽ có chun, thì các bác về các bác chùm vào như này cho em. Đấy, chùm như này cho em này. Đấy, thì một con mũ lưới như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 150.000 cho con mũ lưới này thôi. Đấy, về nhà các bác chùm cái lưới này vào cho em. Đó, các bác chùm cái lưới này vào cho em này. Con này thì khá là tiện ích rồi, các bác có thể dùng để mình con này thì các bác về mình đi xe máy tham gia giao thông cũng được, không có vấn đề gì cả. Các bác em thấy nhiều người người ta mua về để đi xe máy tham gia giao thông cũng ok. Cảnh sát giao thông cũng trông thấy thì cũng sợ luôn các bác nhá. Đấy, trông thấy cũng toát mồ hôi ra luôn. Đấy, đeo vào rất là đẹp con này. Đeo vào nó sẽ là hình lưới như này, rất là đẹp luôn. Đó, thì anh em các bác có thể dùng để mình đi tham gia giao thông cũng ok thôi, chả vấn đề gì cả các bác nhá. Đấy, nếu mà cảnh sát giao thông nó ý kiến thì các bác lôi cái mũ này ra. Đấy, với lấy một cái mũ bảo hiểm đều các bác hai cái đập vào nhau, cái nào vỡ thì ăn tiền nhá. Đấy, tôi đội là thực sự, chứ không phải là tôi đội cho nó chống đối nhá. Đấy, cho nên là rất là ok luôn. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là mũ lưới nhá. Mũ lưới giá sẽ là 150.000
150k cho con mũ lưới như này. Lên mã giúp cho em đó là mũ lưới này. Mũ lưới giá sẽ là 150k nhá. 150.000 cho con mũ lưới này. Rất ok cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm nhá. Thì đầu tiên em lên cho bác cái bơm 1 ti này. Đấy, bơm 1 ti. Con này thì giá shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100 cành cho một con bơm 1 ti như này. Con này nó sẽ bơm được là 7 cân nhá. Bơm được 7 cân. Và nó rất là nhỏ gọn luôn. Các bác có thể để cốp xe này để mình có thể là đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt, đi du lịch hay là đi đâu cũng được. Đấy, các bác có thể mang theo. Có xe máy thì mình bỏ cốp xe máy để mang theo để tránh cái việc là khi mà mình bị hỏng xe dọc đường hoặc hết hơi thì các bác có thể bơm vào cho em. Thì lên cho em là con này là bơm 1 ti nhá. Đấy, thân xương khung xương của nó bằng thép cực kỳ dày dặn chắc chắn. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Đấy, hàng của thương hiệu Dalisen của Nhật này. Đấy, chuyên để bơm xe đạp, xe máy ok hết nhá. Giá sẽ là 100k. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác con bơm hàng của thương hiệu Santalay này. Đấy, Santalay của Nhật. Con này thì nó sẽ là dòng 2 ti cao cấp hơn một chút, 250.000, cũng bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó, nó sẽ có thêm cho các bác là đầu bơm phao, bơm bóng rồi bơm các loại bơm luôn các bác nhá. Đấy, con này thì bơm được cả ô tô. Đấy, bơm được cả ô tô nhá. Đấy, bơm được cả ô tô thoải mái luôn. Xe con hoặc là những cái dạng xe tải nhỏ là ok. Dung tích của nó là lên tới 10 kg hơi cho nên các bác bơm thoải mái. Giá thì sẽ là 250.000 cho một con bơm 2 bơm 2 ti như này. Con này thì các bác lên cho em là bơm 2 ti, giá sẽ là 250.000. Khung xương của nó thì sơn tĩnh điện cực kỳ dày dặn chắc chắn, bên dưới thì có cao su lót nhá, chống trơn trượt nhá. Đó, và thân bơm này bằng inox này, thân bơm bằng inox này. Đấy, và có đồng hồ, có số đo báo chính xác, bơm cực kỳ khỏe cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 250.000 cho con bơm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nạo 5 món này. Có lên cho em là nạo 5 món nhá. Đấy, thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 món như này. Thì nó sẽ có cho các bác là con này thì vừa làm dao, vừa làm nạo, vừa đánh vảy cá được luôn. Con này thì nó sẽ là nạo hai mặt này. Đấy, con này thì các bác dùng để tạo hình hoa này. Con này thì các bác dùng để gắp bát, gắp đũa này. Và con này thì các bác dùng nó cũng làm con nạo hai mặt. Con này thì nạo ngang và con này nạo dọc. Thì tùy theo các bác thuận tay nào mình dùng cái đấy cho em. Giá thì sẽ là 70k nhá. Lên cho em là nạo 5 món này. Nạo 5 món. Giá của nó sẽ là 70k cho một cái bộ nạo 5 món như này. 70.000 nhá. 70.000 cho 5 món như này. Thì tính ra các bác cũng mua chỉ có mất hơn 10.000 cho một cái phụ kiện như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa inox nhá. Các bác lên cho em là đũa inox. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hộp như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá. 1 2 3 4 5. 5 đôi đũa bằng inox 304. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, inox 304, sáng bóng đẹp, dày dẫn chắc chắn. Và đây, hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling hai hình người của Đức luôn. Su 304. Đầu đũa thì có đánh nhám chống trơn trượt cực kỳ là tốt nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000. 55k cho một vỉ đũa của thương hiệu Winling của Đức như này nhá. Đấy, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có 55k thôi. Các bác lên cho em là đũa inox nhá. Đũa inox giá sẽ là 55.000. Đũa inox này. Đũa inox giá của nó sẽ là 55k cho một vỉ 5 đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái đũa sứ nhá. Cái đũa sứ này thì một vỉ của nó sẽ bao gồm cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5 đôi. Cũng là một vỉ 5 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đũa sứ này là bao nhiêu nhỉ? 60k nhá. Các bác lên cho em là đũa sứ này. Đũa sứ nhá. Đũa sứ giá sẽ là 60k cho một vỉ 5 đôi. Đấy, cái này thì khỏi phải bàn rồi. Độ sạch, độ đẹp của nó thì khỏi phải bàn rồi. Con này thì chỉ có lưu ý các bác là khi sử dụng thì mình tránh va chạm mạnh để nó khỏi bị gãy thôi. Đấy, thì bằng sứ nó hơi giòn một chút, nhưng mà dùng thì rất là tuyệt vời các bạn. Ưu điểm của nó là sạch này, kháng khuẩn này, nhanh khô này. Đấy, không sợ nấm mốc này. Rất tuyệt vời luôn. Nhà mà các bác sử dụng mà giữ gìn được thì dùng con này nó rất là tuyệt vời. Nên dùng cái đũa sứ này, sạch sẽ, tiện dụng và an toàn. Đấy, bát thì mình ăn bát sứ thì mình biết rồi. Và đũa sứ nữa thì là chấm hết luôn nhá. Đó, combo bát đũa luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại 2 SIM này. Hàng của thương hiệu Nokia, hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Mới tanh sầu lanh luôn, chưa qua sử dụng nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là một con điện thoại 2 SIM như này. Giá chỉ có cho các bác là đi 230.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn nhá. 230k cho một con điện thoại 2 SIM như này. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác lắp SIM vào, gọi thử và thanh toán giúp cho em. Đấy, bao gồm là một viên pin này. Đấy, một cái dây sạc, củ sạc này và một điện thoại như này. Combo cho các bác 3 món. Giá chỉ có 230.000. Đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Nokia 105 nhá. Lên cho em là điện thoại 2 SIM. Giá sẽ là 230 cành. 230 cành cho một em điện thoại như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví da bò nhá. Ví da bò.
Con này thì chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên luôn, hàng của Mỹ này. Đấy, made in USA nhá. Đó. Và sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu như này. Màu đen màu nâu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Giá thì chỉ có 120k thôi. Con này thì về nhà các bác cứ chuẩn bị máy lửa đi nhá. Chuẩn bị máy lửa đốt thoải mái cho em. Đấy, đừng đốt vào cái chỗ có chỉ là được. Đấy, chỗ chỉ khâu thì mình đừng đốt. Đấy, chỗ giấy bóng này cũng đừng đốt. Cứ đốt trực tiếp vào cái mặt da này cho em này. Đấy, đốt thoải mái đi. Đấy, bao cho các bác đốt thoải mái luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ này, made in USA này. Đó. Hàng ví da bò của Mỹ cực kỳ cao cấp và cái giá thì rất hạt rẻ. Các bác lên cho em là ví da bò nhá. Ví da bò giá sẽ là 120k một chiếc. 120.000 cho một chiếc ví da bò như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao. Các bác lên cho em là dao con này. Dao gọt 2. Gọt 2 à? Các bác lên cho em là dao gọt 2 nhá, hàng thương hiệu Watt cùng với con dao thái lọc đấy. Và giá thì sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một con dao gọt 2 như này. Đây, giấy bóng là giấy bóng dai này, giấy bóng dai nhá, kéo dai như này. Đấy mà còn dọc được như này là các bác biết độ dao bén như nào rồi. Con này thì chuyên để gọt hoa quả, cực kỳ là ok luôn. Lên cho em là dao gọt 2 nhá. Giá của nó sẽ là 80k. 80.000 cho con dao gọt 2 như này. Đấy, lên cho em là dao gọt 2 giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop còn cái con dao con này là cái gì? Bao nhiêu? Con này là các bác lên cho em là dao cai nhá, dao cai, hàng của thương hiệu cai đấy các bác này, hàng thương hiệu cai made in Japan. Đó thì các bác lên cho em là dao cai nhá. Đó, dao cai. Con này thì chuyên để thái nhá. Đấy, thái hoặc băm nhẹ cũng được. 120k, 120.000 cho một con dao cai như này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Có phủ đầu thì đầu dao thì có bọc như này nhá, có bọc như này. Đấy, con này các bác chuyên dùng để thái này, thái hoặc là băm nhẹ cũng được. Mình nó khá là dày luôn, băm thịt băm riếc nhẹ nhàng rất là ok. Bản thì khoảng là 5 cm và chiều dài của dao thì khoảng 30 cm, của thương hiệu Kai made in Japan này. Đó, made in Japan, hàng của thương hiệu Kai thì các bác biết rồi, rất chất lượng cho các bác nhá. Con này thì giá chỉ 120.000 thôi. Đấy, dòng thì cũng là dòng siêu bén cho các bác luôn. Đấy, rất là bén, để em thử dọc dây bóng xem sao nhá. Đấy, dọc dây bóng cũng ok luôn các bác này. Đấy, cũng ok luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop còn mấy cái khay dán này nữa các bác này. Lên cho em là khay dán nhá. Con này bên em đang bán là 120.000. Thanh lý nốt cho các bác, đường kính của nó là 20 cm. Con này hôm nay thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là, con này đang bán là 120.000, thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 90.000 nhá. 90.000 cho một con khay dán như này. Đó, thanh lý xả lỗ cho các bác luôn. Lên cho em là khay dán này. Đấy, đường kính là 20 cm. Nó sẽ bao gồm là một cái khay và một cái rổ để các bác hứng mỡ này. Đấy, hứng mỡ xuống dưới nhá. Lên cho em là khay dán nhá, khay dán. Giá của nó sẽ là 90k. Khay dán này, thanh lý nốt cho bác 90k cho một cái con khay dán như này. Rất tuyệt vời ông mặt trời luôn nhá, rất tuyệt vời luôn. Giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em là khay dán nhá. Con này bằng inox nhá, bằng inox. Cực kỳ dày luôn. Cái này nó dày lắm, nó giống như cái đĩa cân đi nhưng mà nó rất là dày. Đấy, và giá thì chỉ có 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là kia bật lửa đại ca nhé các bác nhé. Đó, bật lửa đại ca. Đây sẽ là con bật lửa đại ca như này. Con này thì chưa có ga đâu, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Giá thì sẽ là 180.000 cho một con bật lửa đại ca như này. Có điều chỉnh ga to nhỏ này. Đấy, và có nút khóa này. Đấy, các bác mở như này thì mới bấm được nhá. Giá sẽ là 180.000 cho con bật lửa đại ca như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái, các bác lên cho em là ly rượu nhá, ly rượu này. Đấy, ly rượu đồng này, ly rượu đồng như này. Con này thì nó chỉ bằng hai ngón tay như này thôi, rất nhỏ gọn nhá. Giá sẽ là 30.000 cho một cái ly rượu đồng như này. Cái này thì các bác dùng để mình đựng rượu cúng này, hoặc là anh em có thể dùng để mình chén chú chén anh cũng ok, hoặc là dùng để làm đồ thờ, đồ trang trí đều được nhá. Giá thì chỉ là 30k. Lên cho em là ly rượu đồng nhá, ly rượu đồng. Giá sẽ là 30k cho một cái ly rượu đồng như này. 30.000 cho một chiếc nhá. Rồi ok. Đây rồi các bác ơi, hôm nay thì shop Phạm Huấn lại tiếp tục về cho các bác một cái mã hàng rất mới nhá. Đó là cái con đèn hắt các bác nhá. Đèn hắt thì con này nó sẽ có cho các bác là một cái mã, nó sẽ là một cái mã là 4 màu như này, màu đỏ, màu vàng và hai màu xanh. Đó, màu đỏ, màu vàng và hai màu xanh như này. Đó, và các bác có thể dùng để mình decor trang trí phòng trên ban công này, tường nhà hoặc là trong phòng ngủ, khung tranh. Đấy, đều được hết nhá. Các bác muốn để vào đâu thì để. Đấy, rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy, decor trang trí cũng rất là đẹp. Và giá thì sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Thì các bác lên cho em là đèn hắt 4 màu và đèn hắt màu vàng. Đó, đây con này nó sẽ là con 4 màu này. Con này con 4 màu này. Đấy, còn con này thì nó sẽ là con màu vàng.
Khi các bác nhận được thì hàng nó sẽ là hàng không có ổ cắm nhá, không ổ cắm đâu, về nhà các bác đấu vào nguồn điện nhà mình. Và nó có 3 dây thì các bác loại cái dây vàng này đi chứ em. Mình sử dụng hai cái dây này thôi. Cái dây vàng này các bác bỏ ra, dây vàng nó sẽ là dây âm thì các bác bỏ ra cho em. Đấy, và cắm điện vào là xong này rồi đây. Đấy. Con này thì nó sẽ là nguyên màu vàng không nhá, nguyên màu vàng không. Đây các bác này. Đấy, con này thì sẽ là nguyên màu vàng không. Các bác thấy không? Đây. Nguyên màu vàng không, còn có con kia là sẽ là 4 màu. Thì các bác lên cho em là đèn H. Giá sẽ là 150.000 trong con đèn H thế này. Đó, 150k nhá, 150k trong cái mã đèn H thế này. Đó. Chất liệu của nó thì con này của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim, dùng nó khá là chắc chắn đấy các bạn. Đấy, bằng hợp kim. Bằng hợp kim nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng mà có thể dùng ngoài trời được các bạn, có thể dùng ngoài trời được đấy. Con này có thể dùng ngoài trời được các bác, có thể để cột này, ngoài hiên nhá cũng rất là ok. Thì nó sẽ có cho các bác là một cái dòng là 4 màu nhá, dòng 4 màu. Một dòng là 4 màu và một dòng là sẽ là nguyên màu vàng nhá. Thì các bác lên cho em là đèn H. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn H, giá của nó sẽ là 100 đây. Các bác lên cho em là đèn H nhá. Đấy, lên cho em là đèn H này. Đấy. Đèn H. Đấy, giá của nó sẽ là 150k một chiếc và có là đèn H 4 màu nhá, đèn H 4 màu và đèn H màu vàng nhá, màu vàng. Đó. Lên cho em đèn H 4 màu hoặc H màu vàng, giá sẽ là 150.000. Rồi ok các bác. Hello, vâng lại em Huấn Phạm đây nhá. Hôm nay thì em lên cho các bác toàn bộ là siêu phẩm là LED luôn các bác nhá. Đó thì bên shop về rất nhiều mẫu LED này. LED rồi đèn lồng các kiểu con đà điểu luôn. Đó, rất là đẹp nhá. Thì nay em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con đèn lồng quá này. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Con này thì đường kính của nó sẽ là 50cm và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 cho một con đèn lồng như này. Rất đẹp nhá, xoay nháy các kiểu con đà điểu luôn. Đó, xoay nháy các kiểu con đà điểu nhá. Con này nói chung thì cơ bản thì đẹp miễn chê được các bác nhá. Đẹp dồi dào, đẹp rực rỡ, đẹp lồng lộn các bác nhá. Đó. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Con này thì giá sẽ là 350.000. Lưu ý con này là lắp đặt nó rất là lâu, cho nên là khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là hàng rời chứ không phải lắp đặt sẵn. Cho nên là khi các bác sử dụng thì về nhà các bác lưu ý giúp cho em là mình sẽ cứ nhận hàng bình thường đi. Sau đó các bác cứ lắp đặt, nếu lỗi gì bên em sẽ bảo hành đổi mới cho các bác, cho nên các bác yên tâm. Đấy, thì ship giao hàng các bác cứ nhận hàng, thanh toán tiền bình thường và lắp đặt cho em. Đó, lỗi làm gì bên em đổi mới hết cho các bác, cho nên các bác yên tâm nhá. Đấy, lắp đặt nó hơi lâu thôi, chứ còn con này thì nó cũng dễ lắp đặt, không có gì là phức tạp cả. Bên em gửi thì các bộ phận nó sẽ rời nhau và về nhà các bác lắp vào. Con này các bác có thể trang trí ở trước hiên nhà này, ở trong phòng khách này, rồi là đề co trang trí rất là đẹp luôn. Thì lên lã cho em là đèn lồng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 cho một mã đèn lồng như này. Đấy. Hàng khi bên em gửi đến cho các bác thì nó sẽ là rời như này các bác nhá. Rời như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái phiếu hướng dẫn này, một cái phiếu hướng dẫn chi tiết như này. Để về nhà các bác lắp đặt này. Đấy, thì đây nó sẽ có từng cái bộ phận một này và các bác cứ lắp đặt cho em lần lượt nhá, lần lượt cho em. Đây. Đấy, theo cái chiều mũi tên như này. Đấy, các bộ phận các bác bỏ rời hết ra như này. Sau đó thì lắp đặt theo cái mũi tên như này cho em nhá. Đấy. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ rời đít như này nhá, rời đít như này này. Đấy. Sau đó thì là nó sẽ đến là cái bộ khung này, bộ khung này thì nó sẽ có cho các bác là 10 cái khung như này nhá. 10 cái khung như này. Đấy, sau khi các bác lắp đặt xong thì các bác cắm rác vào cho em. Đấy, cái này là cái phần nơ đít này. Đó, rồi đây là cái phần thân máy này, cái phần thân máy và thân xoay các bác này. Đấy, thân xoay này. Đó, rất là nhiều chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Đó, và đây là cái phần lồng này, đấy cái lồng như này. Đấy, hàng chất lượng cho các bác luôn, Việt Nam chất lượng cao nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Đó. Thì chỉ có 350.000 cho một cái con đèn lồng như này thôi. Đấy, về nhà thì các bác lắp đặt vào cho em, chọn bộ sản phẩm như này. Đấy, về nhà thì các bác cứ thế là bác lắp hai đầu vào cho em là xong. Đấy, nó có cả đèn xoay luôn. Rất rực rỡ không nhá, rất rực rỡ và rất đẹp luôn. Đó, thì hàng sẽ như trên hình như này các bác này. Đấy, như trên hình như này. Rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 nhá. 350.000 cho một cái con đèn này các bác này. 350.000 cho một con đèn lồng như này. Kích thước của nó sẽ là 50 nhá. Kích thước của nó là 50. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Đấy, nó sẽ xoay tự động như này. Đấy, con này các bác cắm ở trước hiên nhà mình thì thôi rồi, lượm ơi luôn. Rất đẹp, rất tuyệt vời nhá. Đó. Và bên dưới của nó thì nó sẽ là cái phần đuôi cá như này các bác này. Đấy, và có một cái con đèn xoay nữa như này này. À, một cái con đèn ở dưới nữa như này. Đó, nói chung là
350.000 cho một con đèn này thì các bác nên mua, rất chất lượng và rất tuyệt vời và giá rất hợp lý cho các bác luôn các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Đèn lồng giá sẽ là 350.000. Tiếp theo thì em lên cho bác một con đèn tiếp theo. Đó là con đèn xoay các bác này. Đấy, đèn xoay đây. Con này thì các bác lên cho em là đèn xoay nhá. Đấy, con này thì về nhà các bác có thể dán lên tường như này hoặc bắt vít hoặc tùy theo nhá. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một con đèn xoay như này. Đấy. Thì các bác có thể xoay như này để mình trang trí decor ở trong phòng ngủ, phòng khách này, phòng karaoke này và rất là nhiều các khu vực được. Đó, rất là đẹp luôn, các bác thấy không? Đấy. Nó xoay như này các bác nhá. Các bác có thể là mình để theo cái hướng tùy ý mình điều chỉnh này. Em có thể xoay lên trần này. Đấy, xoay lên tường này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, hoặc là các bác có thể đi để tùy ý, nó cắm điện trực tiếp điện 220V luôn. Đó, nó rất là tiện các bác này. Xoay xuống dưới đất nó cũng rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy, xoay lên tường nó rất là đẹp các bác này. Đấy. Thì các bác có thể chiếu lên trần nhà này hoặc là chiếu xuống dưới, chiếu lên trên tùy theo nhu cầu mục đích của các bác, rất là đẹp nhá. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là đèn xoay giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho em đèn xoay như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái con LED pháo hoa nhá. Đây. Con LED pháo hoa này các bác quan sát này. Đấy, đây nó sẽ là một con LED pháo hoa như này. Rất rực rỡ cho bác luôn. Đường kính của nó sẽ là 1 mét nhá và cái dây của nó thì cái dây sống này của nó sẽ là 1 mét luôn. Đấy, dây sống vào 1 mét và đường kính của là LED pháo hoa cũng là 1 mét. Và con này thì nó cũng khá là nhiều chế độ nháy khác nhau luôn nhá. Rất nhiều chế độ nháy khác nhau để cho các bác lựa chọn này. Đó, đây. Em sẽ điều chỉnh cho các bác xem này. Đấy thì nó sẽ có chế độ là nháy ra này. Đấy. Nháy vào này. Đấy, nháy ra đây. Đấy, nháy vào này. Đấy rồi là các cái chế độ điều chỉnh khác nhau này. Đây các bác này. Đấy, nháy lên, nháy xuống rất nhiều chế độ luôn các bác nhá. Rất tuyệt vời luôn. Giá thì con này cũng bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đấy. Đây, nháy theo kiểu hình pháo hoa này. Đó, con này rất tuyệt vời luôn. Giá thì sẽ là 180.000 cho một bộ nháy pháo hoa như này nhá. Con này thì nó chỉ là nháy pháo hoa thôi nhá, chứ nó không có tiếng nổ đâu các nhá, không có tiếng nổ đâu. Đấy, không về nhà các bác lại đòi là sao không thấy nó nổ nhá. Con này nó chỉ có nháy không như này thôi. Và nó có băng dính luôn, có băng dính hai mặt luôn. Về nhà các bác có thể dán lên tường được. Nó rất là đẹp các nhá, có thể dán lên tường được, nó rất là đẹp luôn. Rất đẹp các bác này. Và các bác có thể tùy chỉnh các cái chế độ khác nhau. Đấy. Nó nháy lên tường được nhá, rất là đẹp luôn. Đó, nháy lên tường. Rất là tuyệt vời và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Và nó có rất là nhiều chế độ nhá. Đấy, rất nhiều chế độ cho các bác lựa chọn luôn. Rất nhiều chế độ này và nhiều biểu màu khác nhau nữa. Đấy, nói chung là rất là tuyệt vời luôn nhá. Đó, có chế độ nháy các kiểu con là điều được luôn. Đây, em điều chỉnh cho bác xem này, rất nhiều chế độ luôn. Đấy, em đang điều chỉnh các chế độ đấy các bác nhá. Đó, các bác xem em điều chỉnh này. Đấy, nháy lên, nháy xuống này, nháy ra, nháy vào này. Xoay đảo chiều rồi nháy gần, nháy xa này. Đấy, bắn lên rồi đẩy xuống này. Rất nhiều chế độ luôn các bác nhá. Đó, đấy, rất nhiều chế độ luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là nháy pháo hoa nhá, nháy pháo hoa. Đó, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con nháy pháo hoa như này các bác này, 180.000 nhá. 180.000 cho mấy em nháy pháo hoa như này thôi. Đó, rất nhiều chế độ, nhiều hiệu ứng khác nhau luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái sản phẩm đó là cái con LED ngọc nhá. Đây. Con này thì các bác có thể xuống nước thoải mái luôn nhá. Cho xuống nước thoải mái luôn. Đấy, con này thì yên tâm các bác, nó sẽ là dây dài khoảng từ 7 đến 10 mét nhá. Hàng về theo lô, có lô thì 7, có lô thì 8, có lô thì 10, nó tùy theo lô thôi. Đó, thì các bác lên cho em là LED ngọc nhá. LED ngọc con này bao nhiêu? 90.000 các bác nhá. 90.000 cho một cái sợi LED ngọc như này, nó sẽ là bằng hình hạt ngọc như này và con này các bác có thể dùng để mình gọi là dùng ngoài trời thoải mái luôn. Các bác có thể răng hoặc dán ngoài trời thoải mái nhá. Đó, trăng lên cây nhức rất là ok. Chế độ nháy của nó cũng là rất là đa dạng và nhiều màu. Và ưu điểm của nó thì nó chống nước nhá. Con này các bác có thể để xe ô tô đi qua không việc gì luôn. Nó sẽ là cái dạng sợi hạt ngọc như này các bác này. Đấy, dạng sợi hạt ngọc như này cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Rất hợp lý cho bác luôn. Chỉ có 90.000 cho một con LED ngọc như này thôi. Lên cho em là LED ngọc nhá. Đấy, nó sẽ là hình hạt ngọc này rất là đẹp này. Chống nước thoải mái luôn, dây dài từ 7 đến 10 mét nhá. Dây dài từ 7 đến 10 mét. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con LED 5m nhá. Con này thì nó sẽ là dây dài 5m và các bác có thể dán vào tường trực tiếp như này. Đấy, bóc ra dán vào tường. Và nó có cả điều khiển cả cục nguồn cho các bác hết đầy đủ luôn. Đấy, điều khiển cục nguồn các thứ như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải thêm cái gì nữa các bác nhá. Còn cái con LED ngọc này thì nó chỉ có chân USB này thôi này. Đấy, con LED ngọc nó chỉ có chân USB này thôi. Đấy, và chân này có thể điều khiển được luôn. Có chân USB và có điều khiển nhá. Về nhà thì các bác tự cắm vào cái chân USB nhà mình thôi. Đặc biệt là con LED pháo hoa này cũng vậy nhá. LED pháo hoa này nó cũng chỉ có chân USB thôi các bác nhá. Đây. Con LED pháo hoa này nó chỉ có chân USB thôi. Thì về nhà các bác cũng tự cắm vào cái cục nguồn nhà mình thôi. Đó, chỉ có riêng cái con
LED 5m này là có nguồn nhá, có nguồn. LED 5m này là có nguồn các bác này. Con 5m này thì cũng rất nhiều chế độ nháy khác nhau luôn. Đó, rất đẹp các bác nhá, rất đẹp, rất nhiều chế độ nháy và nhiều màu khác nhau. Các bác có thể trang trí ở tủ này, rồi nói chung là đa vị trí đều được hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là LED 5m nhá. Con LED 5m này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? LED 5m là 80.000 các bác nhá. Đấy, LED 5m là 80.000, còn lại là con LED ngọc kia là 90.000 các bác nhá. Đó. Giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có mấy chục nghìn cho một cái bộ LED như này thôi. Rất tuyệt vời các bác nhá, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Rồi ok, các bác mua mã hàng nào thì có thể liên hệ nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc hàng gửi đến các bác không nhận hàng nhé. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Đó thì lưu ý các bác là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác mua hàng chưa đủ 200 thì cố gắng mua lên cho em đủ 200. Còn nếu dưới 200 thì các bác cũng hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nữa thôi. Rất đơn giản vậy thôi. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái hộp đựng trà các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình đựng trà bằng inox nhá. Bằng inox thì nó sẽ về cho các bác là ba màu, màu đỏ, màu vàng gold và màu inox như này. Đấy. Lên cho em là hộp đựng trà inox nhá, hộp đựng trà inox. Con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lạng. Đấy, dung tích của nó là 4 lạng và bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con bình đựng trà như này. Đấy. Thì bên shop về cái này nó sẽ có cho các bác là ba màu, màu màu vàng gold này, màu inox và màu vàng gold, màu inox và màu đỏ. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là bình trà inox nhá. Bình trà inox thì bên shop có cho các bác là một cái dòng là đựng được khoảng 4 lạng chè, một cái dòng nhỏ hơn thì đựng được 2 lạng chè. Đây. Con này là con nhỏ hơn này. Con nhỏ này thì sẽ đựng được 2 lạng chè nhá, 2 lạng chè. Thì con nhỏ này sẽ là 100 con nhỏ này bao nhiêu? Con nhỏ này sẽ là bình chè 2 lạng nhá. Inox 2 lạng này. Đấy, lên cho em là inox 2 lạng, giá sẽ là 100k nhá. 100k. Đấy, còn con inox 4 lạng này thì giá của nó sẽ là 4 lạng là bao nhiêu? Con 4 lạng này thì sẽ là 130 nhá. Đấy, 130k. Đấy. Thì các bác lên cho em là bình chè inox nhá. Bình chè inox thì bên shop có hai mẫu, một cái mẫu là 2 lạng và mẫu là 4 lạng. Đó. Thì nó cũng có cho các bác là ba màu đấy các bác. Đấy, ba màu. Màu inox này, màu đỏ và màu màu inox màu đỏ và màu đen nhá. Đấy. Riêng cái bé này thì sẽ có 3 màu là màu inox, màu đỏ và màu đen. Đây. Đấy. Rất đẹp luôn các bác này. Đấy. Màu inox, màu đỏ, màu đen, 3 màu như này thì giá sẽ là 100.000 cho một con bình như này. Con này ngoài các bác đựng trà thì các bác có thể đựng cà phê, đựng ngũ cốc, đựng các loại hạt đều ok hết nhá. Và cái giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 cho một con bình bình chè inox 2 lạng này thôi. Đấy, inox 2 lạng nhá. Đó. Còn con bình chè to này thì giá sẽ là 100, bình chè to này sẽ là 130.000 nhá. Đấy. Đấy, hàng của Nhật này, toàn bộ chữ Nhật hết, rất là đẹp cho các bác luôn. Đó. Thì các bác có thể mua con bình nhỏ, con bình to tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Đấy, tùy theo. Các bác muốn mua con nhỏ thì mua con to thì mua. Đấy, nắp của nó có gioăng cao su này nhá, rất là kít luôn, gần như là kín 100%. Các bác có thể đựng trà, đựng cà phê này, đựng lạc này, đựng vừng, nói chung đầy đủ hết cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cầm tay nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay. Con này thì nó sẽ là một con đèn để các bác cầm tay như này, và có cả dây sạc, có cả tấm pin năng lượng mặt trời luôn, rất tiện các bác này. Đấy, các bác có thể mở ra nhá. Đây là sạc vào đây và có báo pin luôn. Đây, bật lên nó sẽ có báo pin như này. Đấy, nó sẽ đầu tiên là một con đèn cầu lồi như này, tiếp theo là một con đèn dãy led hai bên, tiếp theo nữa nó sẽ là một con đèn pha rất là giỏi luôn, một con đèn pha rất là giỏi như này. Đấy, thì combo cho các bác luôn, một con đèn như này bao gồm cho các bác là cả ba chức năng. Đấy, ba mẫu đèn và có kèm cho các bác một tấm pin năng lượng mặt trời. Và giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Đấy, con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay nhá. Đèn cầm tay. Giá thì siêu rẻ cho các bác luôn. Chỉ có 100k cho một con đèn cầm tay như này thôi. Giá rất hợp lý để cho các bác có thể mua về để mình sử dụng trong gia đình nhà mình nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay này. Đèn cầm tay. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn cầm tay như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái xịt hơi nhá. Các bác lên cho em là xịt hơi. Con này thì phần kết nối hơi này của nó đều bằng đồng hết này. Đấy, đây. Đấy, rất là chắc chắn cho các bác luôn. Đầu vòi xịt này, quai đeo này, rồi các cái phần kết nối của nó này, rất là chắc chắn luôn nhá. Hàng của Nhật, của thương hiệu Kabushi đây. Lên cho em là xịt hơi nhá. Đấy, lên cho em là vòi xịt hơi. Giá sẽ là 80k cho một con vòi xịt hơi như này.
Đấy, về nhà các bác lắp vào cái đầu bình xịt hơi nhà mình thì các bác dùng thôi. Đấy, thì lên cho em là vòi xịt hơi giá sẽ là 80k trong cái vòi xịt hơi như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt tôn này. Kéo cắt tôn thì con này nó sẽ có chức năng là trợ lực luôn, và nó nghiêng 45 độ như này thì khi các bác cắt tôn nó rất là dễ dàng. Giá sẽ là 160k nhá. Lên cho em là kéo tôn trợ lực, giá sẽ là 160.000 cho một con kéo cắt tôn trợ lực như này. Đấy. Thì lưu ý các bác khi mà mình cắt ấy, thì nếu như mà khi mà cái lưỡi nó thẳng thì nó sẽ đâm vào tay như này. Còn cái này nó lưỡi nó nằm nghiêng 45 độ này thì nó sẽ luôn cái miếng tôn luôn ở dưới như này. Đấy, đưa đi nó sẽ ở dưới này thì rất là tiện luôn và rất là sắc nhá. Có trợ lực rất là sắc luôn. Giá sẽ là 160.000 cho con kéo cắt tôn trợ lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt cành trên cao đây. Thì bao gồm cho các bác là một kéo này, hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Một kéo cắt cành như này, lưỡi rất là to luôn. Kèm thêm cho các bác là một cưa nhá, một cưa và dây đeo rồi ốc yếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên cho em là kéo cành trên cao 130k. Về nhà thì các bác chỉ cần tháo ra, sau đó thì mình lắp cho em cái cán vào đây. Đấy, các loại cán, cán gỗ, cán nhựa, cán inox đều được hết nhá. Lắp vào là xong. Các bác nhá, cái bộ sản phẩm của nó thì nó sẽ như này các bác này. Đấy, về nhà các bác lắp cho em cái lưỡi cưa này vào. Sau đó thì lắp cho em một cái cán vào, sau đó mình xoáy ốc vào cho em. Đó, thì mình có thể cắt cành này, rất là tiện nhá. Đấy, cắt cành này. Cành to, cành nhỏ các bác cắt được hết nhá, rất là tiện luôn. Đấy, cành nào to quá thì các bác dùng cưa mình cưa đi cho em. Rất tiện ích nhá, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần lắp cái lưỡi vào cho em, sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, ngoài ra thì nếu các bác không lắp được cái cán này thì các bác có thể chế cán bằng inox vào hoặc chế cán rút vào cũng được. Đấy, thì cơ bản thì bên em bán nó sẽ là như này này. Đấy, về nhà thì các bác có thể là lắp cán gỗ này, cán nhựa này hoặc là cán bằng típ đều được. Đấy, cắt rất là ngon luôn các bác thấy không? Đấy, rất tuyệt vời luôn nhá. Giá thì chỉ có cho bác là 130.000 thôi. Để các bác cắt tỉa những cành trên cao cho nó an toàn. Đấy, cành nào to thì các bác cưa đi cho em, rất ok luôn. Giá sẽ là 130k. Đấy, về nhà lắp cái lưỡi vào là ok. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái bộ V46 nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 46 chi tiết. Đấy, 46 chi tiết như này. Đấy, đầy đủ các cái bộ phận như là to, nhỏ, lớn, bé, mẹ, con. Đấy, lục giác ba khe đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy, bao gồm cho các bác là 20 đầu vít này, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10. 20 đầu vít nhá, 2 4 6 8 10, 20 đầu vít như này. Kèm cho các bác là đầu khẩu từ 4 đến 14 này, một tay công và một tay vít nhá, một tay công một tay vít nhá. Giá thì cực kỳ là hốt luôn, chỉ có 130.000 thôi. Đấy, các bác có thể lắp ở đây mình sử dụng này. Đấy, tay xoay nhanh đảo chiều các kiểu con này đều luôn. Đấy, ngoài ra thì các bác có thể lắp trực tiếp vào đầu vít này cho em để mình sử dụng. Đấy, lắp trực tiếp vào cái đầu vít này. Đây, lắp trực tiếp vào đầu vít này cho em mình dùng này, rất tiện ích luôn nhá. Đấy, combo cho các bác luôn, có cả tay công ngang như này nhá, có cả công ngang như này luôn. Đây, công ngang này. Đấy, lắp rất là ngon nhá. Đầu vít đầu viếc độ hoàn thiện cực kỳ cao luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái bộ V46 như này. Lên mã giúp cho em đó là bộ V46, giá sẽ là 130k nhá. Đấy, bộ này thì rất là tiện ích. Các bác có thể về mua về để mình sử dụng trực tiếp trong gia đình, mình sửa chữa là vặt cái thứ linh tinh. Lên cho em là V46 này, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho bộ V46 như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bơm 2T nhá. Hàng của thương hiệu Santalay. Đó, Santalay made in Japan này, hàng nội địa của Nhật. Con này thì các bác có thể bơm xe đạp, xe máy đều ok hết nhá. Chất bơm của nó thì cực kỳ chất luôn. Thân bơm thì được sơn tĩnh điện cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, sơn tĩnh điện này, bên dưới có cao su lót này. Bên trên của nó thì cũng có cao su lót khi các bác bơm, có đồng hồ báo nhá, và cân bơm được tối đa là 10 kg. Và ống bơm thì bằng inox nhá, bơm cực kỳ là khỏe luôn. Các bác thấy bơm rất là khỏe nhá, rất khỏe luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 250.000. Lên mã giúp cho em đó là bơm 2T nhá, bơm 2T. Giá sẽ là 250k. Đó, bơm 2T này. Bơm 2T 250k cho một con bơm 2T như này nhá. 250.000. Giá siêu tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ khẩu 12 chi tiết nhá. 12 chi tiết như này. Một cái bộ khẩu bao gồm là 12 chi tiết như này. Đấy, bao gồm cho các bác là đầu khẩu từ 8 đến 24, từ 8 đến 24 nhá. Và giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 160.000 thôi, 160.000 cho một cái bộ khẩu như này. Đấy, thì khá là tiện ích và các bác sử dụng thì thôi rồi luôn. Đấy, một tay công, một tay nối dài và đây. Một tay công, một tay nối dài và 10 khẩu từ đây, các bác có thể lắp trực tiếp vào mình sử dụng này. Đấy, lắp trực tiếp vào mình sử dụng này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đấy, có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn.
Bây giờ các bác mua một cái tay công này thôi là phải mất 100.000 rồi. Đấy mà mua cả bộ như này chỉ mất cho các bác là 100 mất cho các bác chỉ có 120.000 thôi. Đấy. À 160.000 thôi nhá, 160.000 thôi. Đấy, hàng siêu đẹp siêu chất cho các bác luôn, chất thép tới tiếc của nó khỏi bàn luôn. Đó, hàng mới tinh. Hàng nội địa của Nhật mới tinh nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, một cái bộ khẩu đẹp như này. Giá chỉ có 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em là khẩu 12 nhá, khẩu 12. Giá sẽ là 160k cho một cái bộ khẩu 12 như này. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Lên cho em là khẩu 12. Khẩu 12 160 cành, không thể tin nổi luôn nhá. Giá siêu tốt luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt gà hàng của Đức này, hàng của Đức này, hàng thương hiệu Winling của Đức hay người Made in Germany này. Đó. Con này thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 90.000 nhá. Con này cắt gà siêu bén luôn, cắt gà siêu bén luôn các bác này. Đấy. Cắt rất là ngon luôn. Thì các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá này. Đấy, cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn rất là ok nhá. Đấy, rất hợp lý cho các bác luôn. Và giá sẽ là 90k. Con này thì cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn này. Ngoài ra thì các bác có phần vẩy này để phần lưỡi cưa thì các bác dùng để đánh vẩy cá này. Đấy, và có cái phần này để các bác kẹp cua ghẹ vào đây. Đấy, ăn cua ghẹ các bác kẹp vào đây cho em, rất là tiện luôn. Đa xi năng luôn nhá. Đấy, đa xi năng luôn. Giá thì chỉ có 90k thôi. Lên cho em là kéo gà Đức nhá. Kéo gà Đức giá sẽ là 90k. Đó, kéo gà Đức 90k nhá. 90k cho con kéo gà Đức như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái súng massage nhá. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một súng như này, có kèm cho cáp sạc và nó sẽ có cho các bác là các cái đầu massage như này. Đấy. Các bác giữ lì cho em nhá. Giữ lì thì nó sẽ lên nhá. Đấy, giữ lì này nó sẽ lên này. Đấy, giữ lì cho em. Đấy. Thì khi mà mình giữ yên thì nó sẽ không rung nhá, nó sẽ rung nhẹ, còn các bác cứ gây sức ép thì nó sẽ rung mạnh. Đấy, rất là mạnh luôn đấy các bác này. Rung rất là mạnh luôn. Rung rất là mạnh luôn. Nhìn thôi. Rung rất là mạnh luôn. Đó, đây mới có số 1 nha. Đấy, thôi số 6 nó còn mạnh luôn các bác này. Đấy. Rất là mạnh luôn. Đó. Và con này thì các bác cứ giữ lì là nó sẽ tắt nhá. Đấy. Một con súng massage VIP như này. Đấy. Và rất dễ sử dụng thôi. Nó sẽ có cho các bác là một tay súng này. Một tay súng 4 đầu massage như này và đầy đủ các cái phụ kiện đi kèm cho các bác, chân sạc riếc luôn. Đấy, và nó sẽ là hình khẩu súng như này. Hình khẩu súng như này cho nên là bên em gọi nó là súng massage nhá. Đấy. Hình khẩu súng như này bên em gọi nó sẽ là súng massage nhá, súng massage. Đấy, lên cho em là súng massage này. Súng massage. À, súng thư giãn có nhá, súng thư giãn. Đấy. Súng thư giãn. Đấy. Lên cho em là cứ bỏ ra kia. Lên cho em là súng thư giãn, giá của nó sẽ là 170k nhá, 170.000. 170k cho con súng thư giãn như này. 170.000 cho con súng thư giãn như này các bác nhá. Đấy, 170.000 cho con súng thư giãn như này. Rồi, ok. Hello chào bác nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô chiếu mây Nhật và chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh bị trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác lên mã cho em là chiếu mây nhá, hàng của thương hiệu Fuji Made in Japan. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 và bao ship. Đấy, lên cho em là chiếu mây Nhật các bác nhá. Đấy. Chiếu mây điều hòa. Chiếu mây điều hòa. Đấy. Chiếu mây điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa giá của nó sẽ là 180k và bao ship nhá. À không, xin lỗi các bác, 180.000 không bao ship. Từ đơn hơn 200.000 trở lên bên em mới bao ship. Hàng thì sẽ là nó sẽ có dòng là 1,6m. 1,6m nhân với 2m và 1,8m nhân với 2m nhá. Đấy, nhân 2m đó. Giá thì đều đồng giá là 180k hết nhá, 180.000. Đây thì nó sẽ là một sản phẩm như này. Dòng này thì nó sẽ không bao gồm vỏ gối đâu các bác nhá, nó chỉ có chiếu không thôi. Đó. Và chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên nhá, sợi mây tự nhiên như này. Đấy. Sợi mây tự nhiên các bác nhá. Chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên. Đấy thì điều hòa rất là tốt luôn. Đấy thì sợi mềm mại điều hòa tốt các bác nhá. Đấy, sợi điều hòa tốt các bác nhá. Đó thì ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai mặt này, một cái mặt thì nó sẽ là trần thường như này, còn một mặt của nó sẽ là như này các bác này. Đấy, một mặt chiếu mây như này. Sợi của nó thì rất là mềm, nằm thì êm và mát thôi, nằm êm và mát. Đó. Cái này thì nó không có vỏ gối đâu nhá. Lô này bên em về thì nó chỉ có chiếu không thôi. Đấy, chỉ có chiếu không, không có vỏ gối đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy. Một con chiếu rất là đẹp như này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, màu sắc các thứ rất là đẹp, hài hòa.
Bên em sẽ có dòng là 1m8 và dòng là 1m6 nhá. Đấy, dòng 1m6 và dòng 1m8. Đó, đều là kích thước là đều 2 mét nhá. 1m6 2 mét và 1m8 2 mét. Đó, đây, rất là đẹp cho các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 1m6 và 1m8 nhá. Và cái này là không có vỏ gối nhá, không có vỏ. Không có vỏ nhá, không có vỏ gối nhá. Đấy, không có vỏ gối. Giá sẽ là 180k. 180k. Đó, không có vỏ gối. Sản phẩm tiếp theo. Đó là Naven Shop. Tiếp tục về hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Muji nhá. Hàng thương hiệu của Muji của Nhật này. Đấy. Hàng của thương hiệu Muji Made in Japan nhá. Đấy, Muji Made in Japan như này. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là chiếu mây nhá. Đấy. Chiếu mây Nhật điều hòa, hàng thương hiệu Muji Made in Japan. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn, chỉ có 180.000 thôi. 180.000 nhá. Kích thước của nó sẽ là có 1m6 và 1m8 nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng chiếu mây của Nhật cực kỳ chất lượng các bác này. Đấy. Đường kim mũi chỉ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một chiếc nhá. Đó, bật cái quạt. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái bộ chăn ga 5 món nhá. Đấy. Chăn ga 5 món các nhá. Các bác lên cho em là chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ chăn như này. Và nó sẽ về cho các bác là có 3 màu nhá. Đầu tiên là các bác lên cho em là màu xanh này. Đấy, màu xanh. Màu xanh các bác nhá. Đấy, thứ nhất là màu xanh này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel như này nhá. Thứ hai là màu Chanel. Đấy, và thứ ba là các bác lên cho em là màu kẻ nhá. Đấy, màu kẻ này. Đây, nó sẽ là màu kẻ sọc như này. Đấy, màu kẻ sọc như này. Đấy, các màu đều rất là đẹp luôn. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn nhá, một cái chăn kích thước của nó là 1m7 x 2m1 nhá. Đây. Chăn rất là to luôn. Đây các bác này. Đó. Một cái chăn rất là đẹp như này. Chất liệu của nó rất là đẹp luôn. Đấy, chất vải của nó cũng rất là xịn sò. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 và của nó sẽ là thuộc cái dạng là trần bông bên trong nhá. Có trần bông bên trong. Con này thì các bác nằm mùa thu cũng được và nằm mùa đông cũng được, hoặc là các bác nằm điều hòa cũng được. Đấy, bây giờ các bác chuyên nằm điều hòa rồi thì sử dụng con này rất là ok. Chất da, chất vải của nó rất là mềm mịn các bác nhá, mềm mịn. Đó. Đây, màu xanh đi các bác này. Màu xanh đây. Đấy. Màu nào cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Màu sắc đẹp, kích thước đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy. Chăn ga Nhật 5 món bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. Lên mã giúp cho em là chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món này. Chăn ga Nhật này. Đó. Chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới nhá. Đó. Hàng mới. Hàng mới chất lượng các bác nhá. Đó, hàng mới. Chất lượng cho các bác luôn. Chăn ga Nhật 5 món 260.000 bao ship. Hàng mới tinh không nhá. Thì các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một con chăn như này này. Đấy, một con chăn như này. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 nhá. 1m7 x 2m1 này. Tiếp theo kèm cho các bác là hai cái vỏ gối này. Đây, nó sẽ có cho các bác là hai cái vỏ gối. Hai cái vỏ gối thì vỏ gối của nó kích thước của nó sẽ là 60. Đấy. 2 này, 4 này. 60 x 40 nhá. 60 x 40. Đấy, 60 x 40 khá là to luôn các nhá. Hai cái vỏ gối. Kích thước 60 x 40 này. Đấy, một cái ga nhá, một cái ga này. Ga này thì các bác sử dụng cho giường 1m6 và giường 1m8 đều vừa hết nhá. Đấy, thì cái ga này nó sử dụng chung và nó có chun như này. Cho nên là giường 1m6, giường 1m8 đều ok. Coi nhá. Đấy, thì một ga, hai vỏ gối vuông, hai vỏ gối 60 x 40 và một vỏ gối ôm như này nhá. Một cái vỏ gối ôm rất là to như này. Đấy. Vỏ gối ôm này thì chiều dài của nó là 1m, chiều rộng là 30 nhá. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là mua ruột về các bác cho vào là xong. Ruột gối các bác thứ nhá. Đấy, ruột gối ôm và ruột gối nằm nhá. Đấy, thì combo của nó như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 món này. Thứ nhất là một gối ôm này. Đấy, một gối ôm này. Hai gối thường này, hai gối thường này. Một ga này là thành 4 này, với lại một chăn là 5. Đấy, thì các bác lên xem là bộ chăn ga 5 món nhá. Bộ chăn ga 5 món. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 260.000. Lên xem là bộ chăn ga, đấy, chăn ga Nhật 5 món giá sẽ là 260.000 nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là thứ nhất là màu đây. Thứ nhất có cho các bác là màu xanh nhá. Các bác lên cho em là màu xanh này. Đó. Cái màu xanh này cũng rất là đẹp. Nhã nhặn, màu thì màu sắc thì vừa phải, trung tính, sạch sẽ nhá. Màu xanh này. Tiếp theo là màu kẻ này.
Màu này sẽ là màu kẻ nhá, lên cho em là màu kẻ này. Và màu này thì các bác lên cho em là màu chanel nhá, màu chanel. Đó, thì các bác lấy màu nào thì lấy. Hoặc các bác có thể lấy chăn chiếu tùy theo. Rồi ok. Hello chào các bác nhá, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng, em sẽ đi vào chi tiết. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái con robot hút bụi nhá. Đấy, các bác lên cho em là robot lau nhà cho nó dễ để tránh nhầm với những cái con khác. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con robot như này. Đấy, một con robot như này. Và con này thì nó đã có sẵn pin rồi, về nhà các bác tháo cho em cái cản pin này ra này. Đấy là mình sử dụng thôi. Rất là tiện ích nhá. Và các bác cứ quan sát đây. Đấy, đây là hàng nguyên đai nguyên kiện nhá. Đấy. Sạch sẽ sáng bóng luôn. Bây giờ em sẽ hút thử cho các bác xem nhá. Hút thử cho các bác xem luôn. Đó. Rất là tiện ích luôn. Con này thì các bác dùng để mình hút bụi. Các cái dòng bụi siêu mịn là nó hút rất là tốt luôn các bác nhá. Đây. Các bác chỉ cần bật công tắc lên này. Đấy. Máy chạy này các bác. Đấy. Đây. Đấy. Các cái loại bụi to, bụi nhỏ nhá, bụi siêu mịn nhá. Bắt hết các bác nhá. Đó. Và dòng này nó sẽ là cảm biến nhá. Đấy. Thì nó chạm vào chỗ nào mà có vật cản thì nó sẽ tự quay lại không nhá, tự quay lại. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Đấy. Chỗ nào có vật cản thì nó sẽ tự quay đầu lại. Đấy, rất tiện ích các bác nhá. Đó. Đấy. Đấy. Đây. Con này em chỉ hút có khoảng 15 giây thôi và các bác sẽ được mục sở thị cái kết quả của nó ngay. Này thì hàng thật, người thật, việc thật luôn. Đây các bác này. Đấy. Đây. Mới hút có khoảng mấy chục giây thôi mà cái độ bụi của nó này các bác này. Đấy. Những cái bụi mịn này thì nó rất là quan trọng, nhiều khi các bác không thể quét được những cái bụi mịn này đâu. Đấy, không thể quét được đâu, nhưng mà khi mà nó đã hút là nó sẽ hút vào hết nhá. Thì nó rất là tiện ích luôn. Đó, và mấy con máy hút bụi như này, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là robot hút bụi nhá. Robot hút bụi rất là hợp lý để cho các bác có thể sử dụng trong các cái không gian ở gia đình nhà mình thì để hút bụi nó rất là tiện ích luôn. Con này thì các bác nên mua nhá, khá là hợp lý cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 120.000 cho một con robot hút bụi này thôi. Đấy, các bác có thể mua về để mình sử dụng trực tiếp ở trong gia đình nhà mình thì nó rất là tuyệt vời. Đó, rất tuyệt vời luôn. Đó. Và rất hợp lý nhá. Đấy, đây nó sẽ có thêm cho các bác cả những cái miếng dán này và một cái chân sạc này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, rất tiện ích luôn. Đấy. Các bác lên cho em là robot lau nhà nhá. Giá chỉ có 120.000 thôi. Đấy, robot lau nhà này. Robot lau nhà nhá. Robot lau nhà, giá của nó sẽ là 120.000 cho con robot lau nhà như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bẫy chuột thông minh nhá, bẫy chuột thông minh. Đấy, con này thì hàng cực kỳ là nhạy luôn và rất là dễ sử dụng, rất đơn giản thôi. Các bác chỉ cần là dùng hai tay nhất đều này là cho em, nó nhất đều này cho em này, nó nhất đều này cho em là khi mà con chuột nó chạy và sập bẫy. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con bẫy chuột thông minh như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 15k thôi các bác này. Đấy, sập luôn các bác nhá, rất tiện ích luôn. Đó, các bác để này cho em này, đấy con chuột nó chạy vào là sập bẫy này. Đấy, rất tiện ích nhá. Giá sẽ là 15k trong chiếc như này. Lên cho em là bẫy chuột thông minh nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là bẫy chuột thông minh. Giá của nó sẽ là 15k cho một cái nhá, 15.000 cho một cái. Đấy, 15k là cái bẫy chuột thông minh như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái hộp đựng tam thông minh nhá, hộp đựng tam thông minh. Đây nó sẽ là cái hộp tam rất là tiện ích, về nhà các bác bỏ tam vào đây cho em. Tháo cái nắp này ra này. Đấy, bỏ tam vào đây. Và đây nó sẽ có một cái chân robot như này. Thì các bác cứ nhấp này là tam nó sẽ bật lên, không nhá, rất tiện ích luôn. Đó. Và giá của nó sẽ là 15.000 cho một cái hộp tam thông minh như này. 15k nhá. Con này thì cũng rất là tiện ích luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là hộp tam thông minh. Giá thì chỉ có 15k thôi. Con này siêu tiện ích luôn để cho các bác sử dụng luôn nhá, hộp tam thông minh 15k. Đó, tiếp theo thì nay bên shop còn một ít cái rổ kèm cái rổ, các bác lên cho em là bộ rổ chậu nhá. Đấy. Cái này thì các bác lên cho em là rổ chậu nhá. Rổ chậu thì cái này nó bao gồm cho các bác là bộ rổ chậu inox. Đấy. Bộ rổ chậu inox, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 4 cái chậu cả rổ như này và có thể kèm thêm một cái rổ nữa. Đấy, một cái rổ này để các bác rửa rau này. Đường kính của nó vào khoảng là trên 20 cm, khoảng 25 cm. Đấy, thì cái này nó sẽ là cả rổ, cái này là cả rổ cả cái chậu như này. Còn lại là thêm cho các bác là ba cái tô nữa như này. Đấy.
thế là combo cho các bác là 5 món, tất cả 5 món. Đấy. Và giá thì hàng thanh lý cho các bác cái giá cực tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ rổ chậu inox nhá, rổ chậu inox giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55.000 cho 5 món như này. Đấy. Lên cho em là bộ rổ chậu inox giá sẽ là 55k. Đó. Bộ rổ chậu inox này, bộ rổ này, chậu này. Bộ rổ chậu inox giá sẽ là 55k nhá, 55k cho một bộ như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm, nó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Đấy, con hổ bọ cạp đây. Đấy. Các bác lên cho em là thuốc trị đau xương khớp. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, chuyên trị đau xương khớp cực kỳ tốt luôn. Đấy, các bác bị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng, các bác dùng cái này cho em rất tiện ích luôn. Đấy, và cái giá thì rất hợp lý cho bác nhá, một cái lọ thuốc trị đau xương khớp như này. Giá chỉ có cho các bác là 30.000 thôi nhá. 30.000 cho một lọ thuốc đau xương khớp như này. Đấy. Các bác lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Bôi vào thì rất là mát luôn nhá, rất mát luôn, và các bác bôi rất là tốt luôn, rất tốt luôn. Đấy. Rất mát và đánh tan các cái phần mà các bác bị đau mỏi nhá. Đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy. Đấy, các bác lên cho em là xương khớp bọ cạp giá sẽ là 30k nhá. Xương khớp bọ cạp này. Xương khớp bọ cạp giá của nó sẽ là 30k cho một típ như này nhá. 30.000 cho một lọ xương khớp bọ cạp như này. Đấy, bác nào chuyên bị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh dùng cái này cho em. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái bóp tay nhá. Đấy, nó sẽ là một cái sản phẩm để các bác dùng để mình tập thể dục tay nhá. Đấy, thì các bác dùng để mình luyện tay rất là tốt luôn. Đấy, đặc biệt là bác nào mà đang bị gọi là đang bị đau mỏi vai gáy, các bác dùng cái này cho em, dùng để mình bóp nhá. Đấy, bóp cái này, và nó cái này thì nó sẽ có cho các bác là điều chỉnh cân nặng từ 60 cân lên từ 5 cân lên đến 60 cân thì các bác có thể điều chỉnh ở đây, nó rất là tiện này. Đấy, để các bác bóp nhá. Đấy, mức thấp nhất của nó sẽ là 5 kg, thì khi mà các bác bóp đây, bóp nó sẽ chạm vào đây này. Đấy, thì cái cơ thể tay của mình nó sẽ hoạt động này, khi nó hoạt động thì máu huyết nó sẽ lưu thông rất là tốt luôn. Và đây nó có số đếm như này nhá, có số đếm như này, một ngày các bác cứ bóp cho em là từ 3 đến 5 set, mỗi set từ 3 đến 50 chiếc nhá, 50 lần. Đó, thì rất là tốt luôn. Đó, thì các bác luyện cho em cả hai tay như này. Đấy, khi mình bóp thì nó sẽ giúp cho các bác là cái máu huyết nó lưu thông nhá, máu huyết lưu thông rất là tốt luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có cho các bác là 40.000 cho một cái bóp tay như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là bóp tay nhá, bóp tay giá của nó sẽ là 40k. Đó, lên cho em là bóp tay này, bóp tay giá sẽ là 40k một chiếc nhá, 40.000 cho một chiếc bóp tay như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai xịt RP7 nhá. Dòng này thì nó sẽ là loại to và giá thì sẽ là, em lên cho bác cái chai xịt RP7 nhá, xịt RP7 này. Đấy, con này thì khởi động lại động cơ bị thấm ướt này, rồi là nói chung là rất là nhiều các cái công năng luôn, giúp cho các bác này sơ cấp cứu này. Đấy, đầy đủ các cái công năng của nó này các bác này. Đấy, ngưng tiếng kêu, cọ sát này, nới lỏng các bộ phận đã bị rỉ sét này, khởi động lại động cơ bị thấm ướt này. Đấy, hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn đó. Và hàng thì công nghệ của Australia nhé, bản quyền của Australia đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là xịt RP7 giá của nó sẽ là 50k nhé, 50k. Đấy, nó sẽ là 50k cho một chai xịt RP7 như này, 50.000 cho một chai xịt RP7 như này nhá. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em là xịt RP7 giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ rổ vuông nhá. Các bác lên cho em là bộ rổ vuông. Thì cái bộ rổ vuông này sẽ bao gồm cho các bác là ba đôi. Đấy, ba đôi thì nó sẽ có cho các bác là ba rổ. Đấy, ba rổ và ba chậu, ba rổ ba chậu như này. Đấy, combo cho các bác luôn. Thì bên em bán theo bộ như này nhá. Đấy. Con to nhất thì đường kính của nó vào khoảng là 35 cm, xong đến con này là 25 cm và con này thì khoảng 20 cm. Đấy, thì các bác lên cho em là bộ rổ vuông nhá. Giá của nó sẽ là 90.000. Đó, bộ rổ vuông. Bộ rổ vuông này. Bộ rổ vuông giá của nó sẽ là 90k nhá. 90.000 cho một cái bộ rổ vuông như này. Đấy, 90k cho một bộ rổ vuông như này, thì cái này rất là tiện ích để cho các bác sử dụng để mình rửa rau, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Đó, giá thì sẽ là 90k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái máy đo huyết áp nhá. Đấy, con này thì vừa là đo huyết áp vừa là đo nhịp tim, đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, thì con này về nhà các bác sử dụng cho em cái pin con thỏ loại nhỏ nhá. Pin con thỏ loại nhỏ các bác lắp vào đây cho em, 1 2 3 4 viên, 40 pin con thỏ loại nhỏ về nhà các bác lắp vào cho em.
đấy, lắp vào đây, sau đó thì mình sử dụng thôi. Nó rất là dễ sử dụng và tiện ích để các bác có thể dùng để mình đo huyết áp, đo nhịp tim, rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 cho một con máy đo như này. Đấy, về nhà bác nào mà chuyên bị tăng giảm huyết áp đột ngột thì nên có sẵn trong nhà, có sẵn trong nhà một cái con máy đo như này để các bác có thể tự mình kiểm tra được huyết áp luôn. Nó rất là tiện nhá. Đấy, và các bác nên mua con này thì nó tốt cho sức khỏe và nó rất là cần thiết. Lên cho em là máy đo huyết áp nhá, máy đo huyết áp này, máy đo huyết áp. Nếu con này các bác ra ngoài hiệu thuốc và mua nó bán cho bác khoảng 400-500 nghìn, mà riêng hôm nay thì bên shop bán cho bác giá chỉ có 260k và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận về nhà thì các bác mua pin lắp vào và thử kiểm tra các bác nhá. Đấy, kiểm tra các bác có xác định mua thì mua pin trước đi. Đấy, cái này là không có pin nhá, không có pin đó. Và giá thì sẽ là 260.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn thần tài nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn thần tài. Thì con này nó về nó sẽ có màu đỏ, màu xanh, rồi có thêm cả cái màu màu ghi màu cà phê như này. Màu cà phê này nó rất là nhiều màu, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Trước khi sử dụng thì các bác bật cho em cái công tắc này lên này. Đấy, nó sẽ có cái công tắc ở đây. Các bác bật công tắc này lên, sau đó thì các bác chỉ cần chạm này là nó sẽ lên này. Và có điều chỉnh chiết áp cho bác luôn nhá. Đấy, có tăng giảm chiết áp như này thì rất là tiện. Đấy, có tăng giảm chiết áp cho các bác luôn. Đó, các bác theo. Đây, có tăng giảm chiết áp như này, rất là tiện cho các bác sử dụng nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi. Đấy, và công tắc ở đây nhá. Công tắc ở đây. Bật thì các bác chạm nhẹ này nó sẽ lên này, tắt này, bật này, tắt này. Đấy, cứ gõ nhẹ là nó sẽ lên luôn, rất là tiện. Và cái giá thì sẽ là 60.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn thần tài nhá. Đèn thần tài. Giá sẽ là 60k một chiếc. Có những cái về thì nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em là xong. Đấy, đèn thần tài. Đèn thần tài. Giá sẽ là 60k một chiếc nhá. 60.000 cho một chiếc đèn thần tài như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bát úp mì nhá. Đấy, thì nó sẽ là một con bát như này. Bát úp mì nhá các bác nhá. Bát úp mì. Đấy thì con này của nó sẽ là một con bát như này, một con bát như này. Đấy, và cái nắp của nó khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Nắp khá là dày dẫn chắc chắn luôn các bác này. Đấy, nắp khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Đây. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. Bên trong của nó thì là sẽ là bằng inox, bên ngoài bằng nhựa. Các bác có thể dùng để úp mì, đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Cái nắp của nó rất là khít cho nên các bác mang đi mang lại nó rất là tiện. Lên cho em là bát úp mì, giá sẽ là 50k. Đó. Bát úp mì này, giá sẽ là 50k nhá. 50 cành cho một con bát úp mì này thôi. Con này thì siêu tiện dụng luôn. Các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thực phẩm, đựng thức ăn, úp mì, pha mì, đấy, chế biến đồ ăn cũng rất là ok. Giá rất hợp lý, 50k cho con bát úp mì như này. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó, thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá. Ném anh cái bút đây. Đấy. Dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên cho em là máy rửa xe này. Đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá. Lên cho em là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng, kiểm tra, thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét thôi nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này, đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này, kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ion các nhá, pin li-ion như này. Đó, một quả pin như này các bác này. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây, lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá, đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này, sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó, xoáy vào này cho em. Đó, ok. Sau đó thì các bác sập vào đây nhá, sập vào đây cho em này. Đó. Phương, cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá, có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhá. Đó.
và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhá. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhá. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy các bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhé. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi, một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe. Các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong này. Đó, nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này, đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó. Sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn, test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước này. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho em này. Đó, bóp cho nó, bóp bao giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể thì xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đó. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác theo. Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đó, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân thì cũng rất là sạch luôn này. Đó. Xịt rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Đấy. Xịt rửa xe các bác này. Xịt rửa xe khá là ok luôn. Xịt rửa xe này. Rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước cũng khá là tốt luôn các bác. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đấy. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đấy. Con này thì đầu trắng này để các bác tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bác này. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bác. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao. Là mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các bác thấy không? Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn. Khá là ok các bác nhá. Đó, đây các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây. Xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác này. Đó. Xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác mua dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nữa cho nó vui vẻ hoan hỉ các bác nhá. Đấy, còn các bác cứ mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship thôi, không có khó khăn gì cả. Đấy, thì em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thảm massage chân nhá. Con này thì dùng cực kỳ là tiện ích luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Và cái giá thì hàng đợt này về cái giá nó rất là yêu thương và hợp lý cho các bác để các bác có thể mua về mình sử dụng trực tiếp cho bác nào chuyên bị đau mỏi các cái phần chân nhá, đau mỏi chân rồi và nó rất là nhiều chức năng luôn, giúp cho các bác giảm béo rồi nói chung là đa chức năng luôn. Thì nó sẽ là một cái thảm nó bằng xung điện từ như này. Đấy.
Sản phẩm khi các bác nhận được hàng thì một cái thảm như này nhá, một thảm như này kèm cho các bác là một cáp sạc và một con máy như này, một con máy như này đấy. Thì khi các bác bật thì ấn cho em cái dấu cộng này nó sẽ lên này, ấn dấu trừ là nó sẽ tắt này, và chữ M này là điều chỉnh chế độ nhá, dấu cộng là lên này, dấu trừ là tắt này đấy. Dấu cộng này thì vừa là bật lên vừa là tăng giảm nhịp độ này, dấu trừ là tắt này đấy, và giảm nhịp độ này, và dấu chữ M này là chế độ nhá. Các bác lắp vào hai cái mắt này cho em này, hai cái chân ốc này cho em. Đó là mình sử dụng thôi. Đây em sẽ có cái video trải nghiệm thực tế cho các bác xem. Con này thì khá là tiện ích và các bác nên sử dụng. Đấy, nên sử dụng cho đặc biệt là các bác có tí tuổi rồi mà hay bị đau mỏi xương khớp, đau mỏi chân. Đấy, tê bì chân tay thì dùng con này cho em rất là ok luôn. Đấy, lên cho em là massage chân nhá. Con này giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là massage chân nhá. Massage chân này giá cực tốt luôn, chỉ có 60k thôi. Đây em sẽ cho các bác xem video thực tế luôn. Versace chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy foot massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage tán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến ba chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage xương mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi. Mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi, mua một tặng một, miễn phí vận chuyển. Hãy bảo vệ sức khỏe bố mẹ và gia đình bạn ngay hôm nay. Cái nào bóc rồi cơ mà. Chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy foot massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage tán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến ba chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sâu mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi. Mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi. Đấy, vâng, rất là tuyệt vời luôn nha. Giá chỉ có 60.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái miếng dán ngải cứu nhá. Đấy, con này thì thành phần của nó là ngải cứu tự nhiên. Đó thì con này hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là miếng dán ngải cứu nhá. Miếng dán ngải cứu này. Đấy, lên đúng tên cho em. Miếng dán ngải cứu nhá. Giá của nó sẽ là 25k cho một hộp như này. Một hộp này bao gồm là 12 miếng nhá. Hộp 12 miếng. Đấy, miếng dán ngải cứu. Thì ở đây nó sẽ là một hộp 12 miếng như này, về nhà các bóc ra cho em này. Đấy, và đây nó sẽ có từng miếng một như này. Thì ở đây nó sẽ là chủ yếu là ngải cứu, và các bác dùng thì nó rất là tốt luôn. Các bác nào chuyên bị đau mỏi cổ, đau mỏi vai gáy đây, các bác dán vào cổ cho em, cổ vai gáy rồi dây thần kinh thắt lưng là các cái phần mà nó hay bị đau nhức nhất nhá. Thì các bác bóc ra sau đó thì mình dán vào cho em. Con này thì nó nóng siêu lâu luôn, đặc biệt là mùa đông này thì các bác hay bị đau mỏi cổ này, vai gáy rồi các cái bắp tay bắp chân. Các bác dán vào cho em cực kỳ là tốt luôn. Đấy, nó sẽ giúp cho các bác là máu huyết lưu thông, đả thông kinh mạch rồi rất là tốt luôn. Và giá thì chỉ có 25k thôi. Lên cho em là miếng dán ngải cứu, giá sẽ là 25.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn nhá. Nước hoa khách sạn. Dòng này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các nhà hàng khách sạn cho nên là nó rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, và đặc biệt là cái giá của nó thì khá là tốt luôn. Một cái lọ nước hoa như này giá chỉ có 30.000 thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái lọ nước hoa như này kèm một cái nơ rất là đẹp này. Các bác có thể để nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết nhá. Về nhà các bác giật cái nắp nhựa này ra cho em này, sau đó thì mình cắm cho em cái bấc này vào. Đấy, có cái bấc này đây. Các bác cắm cái bấc này vào cho em thì nó sẽ dẫn cái mùi tỏa cái mùi hương tinh dầu này ra rất là thơm luôn và sử dụng được rất là lâu nhá. Đấy, và giá thì chỉ có 30 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn nhá. Nước hoa khách sạn. Giá sẽ là 30k. Đó. Báo lên cho em là nước hoa khách sạn này. Nước hoa khách sạn. Nước hoa khách sạn giá sẽ là 30k. Bên Nhật thì nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn. Mùi thơm dịu nhẹ cực kỳ dễ chịu luôn, giá chỉ có 30.000 thôi. Hotel này các bạn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái keo đa năng nhá. Keo đa năng. Các bác lên mã giúp cho em đó là keo đa năng thì đây nó sẽ là dòng keo đa năng và vỏ màu xanh như này. Các bác lên cho em là keo đa năng xanh nhá. Con này thì một lọ của nó sẽ là 60g. Con này thì dán được trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt luôn. Đấy, độ bám dính của nó cực kỳ là tốt luôn nhá. Độ bám dính rất là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là keo đa năng xanh.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 nhá. Keo đa năng xanh, giá của nó sẽ là 20k trên một típ nhá. 20.000 trên một típ keo như này. Bác nào mua từ 3 típ thì giá sẽ là 50k nhá. 3 típ là sẽ là bằng 50.000. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Nữ kể cả tình cảm của bạn với cờ rớt, đừng sử dụng đinh tiết nữa vì đã có keo siêu dính nano công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rớt. Đừng sử dụng đinh tiết nữa vì đã có keo siêu dính nano công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đấy, rất chất luôn mọi nhá, chỉ có 25.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là kia kem đánh răng của Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Dòng này thì nó sẽ là hàng made in Japan này, dung tích của nó là 170g. Dòng này thì ưu điểm của nó là chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có cho các bác là 60.000 cho một lọ kem đánh răng Nhật như này. Đấy, các bác mua một lọ kem đánh răng Việt Nam bây giờ cũng phải 5-60.000 rồi, thế mà đây một lọ kem đánh răng của Nhật như này. Đấy, tinh chất gạo của Nhật này, chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng cho em luôn. Giá thì chỉ có 60k thôi. Lên cho em là kem đánh răng Nhật nhá, giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lô dao Nhật nhá, hàng thương hiệu Wattbo của Nhật đây. Dòng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì cực kỳ tốt luôn, hàng mới tinh nguyên đai nguyên kiện như này. Các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Đó, hàng thì cực chất, nguyên cái bao bì đóng gói của nó đã mang tính chất rất là Nhật rồi các bác nhá. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, đóng gói là bao bằng giấy rất chất lượng nhá. Ở đây thì nó sẽ có hai mẫu, một là mẫu nhọn, hai là mẫu vuông. Đấy, mẫu này sẽ là mẫu vuông này, thì các bác lên cho em là dao vuông nhá. Con dao vuông này thì giá của nó sẽ là 180.000, 180.000 cho con dao vuông như này. Đấy, các bác lên cho em là dao vuông nhá, dao vuông. Đấy, hàng siêu bén luôn. Test bằng giấy thì quá là bình thường, cân đường hộp sữa rồi. Test cắt trực tiếp giấy bóng cho bác xem nhá, để các bác thấy được cái độ bén của nó này. Siêu bén luôn coi nhá, rất là bén luôn. Đó. Giá thì sẽ là 180.000. Con này thì nó sẽ là mũi nó vuông như này, thì trên bên em lên nó là dao vuông nhá. Đây, Japan này. Đấy, thép không rỉ nhá. Đấy, chất thép của nó này. Đấy các bác thấy không? Rất chất lượng cho bác luôn, thép không rỉ nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là dao vuông này. Con này thì sẽ là 180k nhá. Đấy, lên cho em là dao vuông. Dao vuông này sẽ là dao thái vuông 180k này. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác một con mũi nhọn nhá. Con này thì kiểu dáng kích thước nó như vậy thôi. Cái mũi nó nhọn hơn một chút thì các bác có thể dùng để thái lọc hoặc là phi lê cũng rất là ok. Và cái giá thì nó sẽ là 175.000 cho con này. Nếu các bác mua cả cặp thì sẽ ưu ái hơn một chút. Đấy coi nhá. Đây. Đấy. Đây em nó đây các bác này. Đấy, dao thì nặng khoảng 2 lạng, nặng khoảng 2 lạng, lạng rưỡi 2 lạng nhá. Made in Japan con này. Đấy, Japan. Đấy nhá. Đó. Thép không rỉ này, của thương hiệu Wattbo này. Con này thì có mũi nhọn để các bác có thể thái lọc này. Đây, dọc giấy cho các bác xem nhá. Đấy. Dọc giấy bóng mà như này thì các bác biết rồi, rất là ối rồi ôi luôn các bác nhá. Đấy. Siêu sắc luôn. Đấy, về nhà thì em chỉ là lưu ý các bác là dùng cẩn thận kéo đứt tay nhá. Rất là nhiều khách hàng đã sử dụng nhá và kêu rời lên vì dao quá sắc các bác nhá. Kêu rời lên vì dao quá sắc và rất là dễ bị đứt tay, cho nên các bác dùng để tránh xa tầm tay trẻ em cho em. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là dao thái nhọn nhá. Đấy, dao thái nhọn và một con là dao thái vuông. Con này dao thái nhọn 175k. Nếu anh em nào mua một đôi như này, em tính cho các bác là 350.000 cho một đôi này và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng các bác có thể kiểm tra, test thử và nhận hàng kiểm tra, test thử dọc giấy cho em và thanh toán giúp cho em nhá. Giá của nó sẽ là 350.000 cho một đôi như này. Đấy, còn mua lẻ thì một con 180 và một con là một con 180 và một con là 175.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái các bác lên cho em đó là đuôi lò xo nhá, đuôi lò xo. Đấy, đây nó sẽ là một con đuôi lò xo như này. Đấy thì nó sẽ là một con đuôi lò xo rất là tiện ích luôn. Đuôi của nó là đuôi xoáy E27 nhá, rất là phổ thông luôn. Có công tác đóng ngắt như này. Về nhà các bác chỉ cần lắp bóng vào cho em là mình sử dụng thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Lên cho em là đuôi lò xo nhá, giá chỉ có 35k thôi. 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này. Đấy, con này thì về nhà các bác có thể ngoắt nghéo này, mình sử dụng bóng để mình có thể là
đọc sách này, rồi nói chung là dùng đa di năng được luôn, cắm trực tiếp vào ổ điện cho em. Đó, và mình dùng thì mình có thể là bật tắt như này, mình đọc sách này, hoặc là dùng mình làm các công các việc đều ok hết nhá. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Hoặc cắm trực tiếp khi mà mình cần lấy nguồn điện, mình chỉ cần cắm xoáy bóng vào đây, sau đó thì cắm vào là bóng sẽ lên thôi. Giá sẽ là 35.000 cái đuôi lò xo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con khoan mini nhá. Đây nó sẽ là một con khoan rất là tiện ích này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ các chi tiết luôn. Đấy, đầy đủ các chi tiết thế này, bao gồm cho các bác là các cái mũi vít này, các mũi vít cho các bác luôn này. Đấy. Và đây nó sẽ có cho các bác là một bộ combo là 30 mũi vít như này nhá. 30 mũi vít như này các bác này. Đấy, 30 mũi vít này, to nhỏ lớn bé lục giác ba khe tròn mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Và một thân máy này nhá, một thân máy như này. Đấy. Đây các bác này, chạy rất là khỏe luôn, có đảo chiều nhá. Và con này ưu điểm của nó là có thể xoay đảo hướng được nhá. Các bác thì dùng hình khẩu súng như này cũng được, mà các bác lại xoay đi để dùng hình một cái tô vít như này cũng được. Đấy. Và lắp mũi vào cho em là dùng thôi, rất tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá rất là tốt luôn. Đây em sẽ xoáy thử cho bác xem này. Đấy, đây nhá. Xoáy cho bác xem này, rất là ngon luôn nhá. Đây, xoáy ra này. Đấy. Xoáy ra qua này. Đấy, xoáy ra này. Rất là khỏe luôn các nhá. Đó, rất khỏe luôn. Quay theo. Đây. Đây. Xoáy ra này. Đấy. Xoáy vào này, rất là ngon luôn các nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Và máy cũng đây, đây các bác này. Đấy, xoáy ra nhá, xoáy ra này. Đây, xoáy vào này. Đấy, máy rất là khỏe luôn các này. Đấy, vặn rất là khỏe luôn. Rất là tương đối là khỏe nhá. Và con này thì nó sẽ có đảo chiều cho các bác luôn, có đảo chiều cho các bác nhá. Và đây thì nó sẽ là rất là nhiều phụ kiện đi kèm nhá. Có cả mũi khoan này, có cả dây sạc này, và có cả một cái con ngoắt nghéo như này. Có cả một con ngoắt nghéo như này, rồi kèm thêm cả đầu khẩu nữa nhá. Thêm đầu khẩu nhá. Nói chung là đầy đủ các chi tiết cho các bác như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180k nhá. 180k. Lên mã giúp cho em đó là máy khoan mini nhá. Máy khoan mini 180.000. Máy khoan mini này. Máy khoan mini giá sẽ là 180k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bạt phủ máy giặt nhá. Lên cho em là phủ máy giặt thôi. Đấy, đây nó sẽ là một con để các bác chuyên để phủ lên máy giặt thế này thì nó rất là tiện ích luôn. Và giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái phủ máy giặt như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là phủ lên máy giặt thôi. Thì máy giặt nhà mình để ở đâu cũng được, để phòng các cái loại phòng khách, rồi để ngoài ở trong đều được hết nhá. Phủ lên nó che nó rất là đẹp và nó sạch sẽ vệ sinh. Và nó có cả cho các bác là ngăn khóa luôn. Phủ máy giặt. Bạt phủ máy giặt. Đây các bác này, đấy nó rất là tiện ích luôn. Chống nước nhá. Về nhà các bác chỉ cần là mở ra, sau đó thì mình lại đậy vào cho em như này, rất là tiện này. Có ngăn khóa kéo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Chùm được hết nhá, cửa trên, cửa dưới bên em đều có nhá. Cửa trên có, cửa trước có, các bác muốn dùng cửa nào thì dùng nhá. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 50k cho con phủ máy giặt thôi. Rồi ok. Hello các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chuyển đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 30.000 để ship các bác nhá. Đó. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhá. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái tăng đơ lược nhá. Tăng đơ lược. Con này bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 110.000 cho con tăng đơ lược như này, hàng của Nhật, của thương hiệu Ichen các bác này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Con này thì cực kỳ là chất các bác nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ có chức năng cho các bác là cắt tóc này, cạo râu này. Đấy, các bác có thể dùng để cạo râu được luôn. Và có cữ đầy đủ cho các bác nhá. Có cữ, 4 cữ đầy đủ này. Có chân sạc này, một cái lược này, một cái lược như này. Và kèm thêm cho các bác là lọ dầu tra và chổi vệ sinh này. Đầy đủ combo cho các bác luôn. Đấy. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì cũng rất là bình dân. Một con tăng đơ lược như này, giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. Đấy. Có điều chỉnh cữ nhá. Có điều chỉnh cữ như này các bác này. Đấy. Từ 0.8 đến 2mm nhá. Đấy. Thì các bác có thể điều chỉnh rất là ngon. Đấy. Và con này ưu điểm của nó cũng là dòng chống ăn da nhá. Cho nên các bác dùng thoải mái luôn, không lo bị ăn da đâu. Đấy. Tăng đơ thì chạy cực kỳ là khỏe và nó dùng pin sạc đây. Pin sạc về nhà các bác cắm sạc vào cho em. Đây. Đây các bác này. Đấy. Thông số của nó đây các bác này. Điện từ AC 100 đến 240V nhá. Đấy, có chân sạc như này. Các bác cứ thế cắm sạc vào cho em là xong. Đó, rất tiện ích luôn. Và máy thì chạy cực kỳ là khỏe, các bác dùng để cắt tóc, cạo râu đều ok hết nhá. Đấy, và có tặng kèm cho các bác một cái lược luôn.
hàng của thương hiệu iChen các bạn ạ. Đấy, lên mã giúp cho em đó là tăng đơ lượng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100. Đưa ra cái quyển sách. Giá của nó sẽ là 110.000 nhá, 110.000 cho con tăng đơ lượng như này. Đấy, lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship. Dưới 200 thì hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nữa các bác nhá. Đó. Lên cho em là tăng đơ lược nhá. Đấy, tăng đơ lược giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con tăng đơ lược như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi. Đấy, 5 đôi. Mỗi đôi thì sẽ là một màu khác nhau. Đũa thì được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc không nhá. Đấy, chống nấm mốc, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Và đợt này thì hàng về cho các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, đũa sợi thủy tinh 7 màu như này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một vỉ đũa 7 màu như này. Lên cho em là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu, hàng rất đẹp luôn. Hàng được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc không nhá. Lên cho em là đũa 7 màu, giá sẽ là đũa 7 màu này. Đũa 7 màu, giá thì chỉ có cho các bác là 50k trên một vỉ như này thôi. 50.000 trên một vỉ 5 đôi nhá. 1 2 3 4 5, 50.000 trên vỉ 5 đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng đũa Nhật các bác nhá. Các bác lên cho em là đũa Nhật. Đấy thì các bác lên cho em là đũa Nhật đen nhá. Đấy, nó sẽ là màu đen như này. Đấy, đũa Nhật đen. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 trên một vỉ. Đũa này cũng làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao. Đấy, chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C này, 200 độ C. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Đấy, có cho các bác là đánh nhám, chống dính, chống trơn trượt cực kỳ là tốt luôn nhá. Đấy, chống dính, chống trơn trượt rất là tốt luôn. Và giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có 40k cho một vỉ 10 đô như này thôi. Lên cho em là đũa Nhật đen nhá. Đũa Nhật đen. Đó. Đũa Nhật đen này. Đũa Nhật đen, giá của nó sẽ là 40k trên một vỉ 10 đôi nhá. 40k trên một vỉ 10 đôi đũa Nhật đen như này. Con này thì dùng các bác dùng nó cũng rất là tiện ích luôn. Nó rất sạch sẽ. Nhà có cỗ có bàn các bác dùng rất là ok luôn. Đấy, kháng khuẩn lên tới 99% và chịu được nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Các bác yên tâm sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Đấy thì con này nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái sen quạt thế này. Đấy, có đóng ngắt trên tay nhá. Có đóng ngắt trên tay, có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước này. Và có cho các bác là một cái dây kết nối khoảng 1m2 đến 1m5 nhá. Combo cho các bác luôn. Đấy, cả sen cả vòi như này, cả sen cả dây như này. Đấy, không có giá đỡ. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Giá sẽ là 100k. Đó, lên cho em là sen quạt tăng áp này. Sen quạt nhá, sen quạt tăng áp. Giá sẽ là 100 cành nhá, 100k. Cái này thì không giá đỡ nhá. Đấy, không giá đỡ, cái này không có giá đỡ đâu nhá. Đó, giá thì chỉ có 100.000 thôi. 100.000 thôi, có sen quạt tăng áp như này và không có giá đỡ. Đây các bạn này. Yêu nước dãy nên mỗi lần đi tắm là một lần bụng bụng khó chịu. Trời hè thì tắm lâu gớt người, trời đông thì tắm nước trẻ bé nên hay bị lạnh. Có nhà anh chị nào ở đây mà có chung tình trạng như vậy mà chưa biết cách khắc phục không ạ? Nếu có thì dừng lại video đây, này. Đây. Với kinh nghiệm gần 25 năm cửa hàng điện nước thì đây là sản phẩm em thấy tốt. Thấy rằng nó cái kia là anh chị sử dụng và khen cực kỳ là nhiều luôn. Thấy rằng cái này thì mày rằng em một cái gói xe cánh quạt này vào. Em khẳng định nước xe tắm nhà mình sẽ tăng áp từ gấp 3 đến. Đấy các bạn nhá. Đấy. Với bộ cánh quạt điện động phía sau giúp chiều áp mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Đấy, sen quạt tăng áp nó sẽ có cái cánh quạt này giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy. Rất là ok nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình tông nhá. Lên cho em là bình tông. Cái này trăm mấy nhỉ? Các bác lên cho em là bình tông, con này thì 130.000. Dung tích của nó sẽ là 2 lít các bác nhá. 2 lít, 130.000 cho con bình tông này, dung tích của nó là 2 lít. Đấy, con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn các bác ơi. Đấy, bằng inox 304, dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. 130.000 cho một con bình tông như này. Khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Đây, inox các bác này. Đấy, inox các bác nhá. Đó. Và cái nắp này của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng là nắp liền quai luôn. Thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ không bị thất lạc mất nắp nhá. Thì nó rất là tiện. Xoáy ra xoáy vào có giòn. Và cái miệng này các bác dùng để rót rượu ra, chén chiết rượu ra thì rất là ngon luôn nhá. Các bác có thể mang nước đi học, đi chơi, đi làm này, hoặc là mang rượu, đồ nhậu yếc đi thì rất là ok. Lên cho em là bình tông nhá. Bình tông giá sẽ là 130.000. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là một cái túi da như này để các bác đeo. Mình mang đi học, đi chơi, đi làm hoặc đi du lịch, nói chung là đi đâu cũng được. Đấy, mang nước, mang rượu, mang đồ nhậu đi rất là ok.
có quay đeo như này rất là tiện này. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá, bình tông. Đấy, bình tông hàng này thì nó sẽ là hàng của Nga đây. CCCP các bác này, hàng của Nga nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá. Bình tông. Giá rất hợp lý cho bác luôn, 130k cho một con bình tông như này nhá. 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mài dao có nhá, mài dao đầu bếp. Đấy, con này thì họ chuyên dùng trong bên Nhật thì họ chuyên dùng trong các cái nhà hàng thôi nhá. Nhà hàng thì họ chuyên dùng cái mài dao này, nó rất là tiện và nhanh. Thì ví dụ như là đầu bếp họ chỉ cần kéo này là xong nhá. Đấy, nó sẽ có số 1, số 2, số 3. Thì các bác cứ dùng cho em từ 1 2 3 mỗi cái, các bác kéo cho em từ 3 5 lần. Đấy, và lần lượt từ số 1 đến số 3 như này là con dao của mình nó sẽ sắc bén luôn. Lên mã giúp cho em đó là mài đầu bếp nhá. Mài đầu bếp. Đấy, mài đầu bếp chuyên dùng trong nhà hàng mà. Đó, mài đầu bếp. Giá sẽ là 40k cho một con mài đầu bếp như này, 40.000 cho một chiếc mài đầu bếp như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái máy thái rau nhá, máy thái rau. Đó, nó sẽ là một con máy rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, đầy đủ phụ kiện các thứ cho các bác luôn nhá. Đấy, combo đầy đủ cho các bác này. Thân máy các thứ đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn. Đây, các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây nhá. Sau đó thì mình sử dụng thôi, nó rất là tiện ích luôn. Đó, một con máy đầy đủ các cái tính năng để các bác dùng để mình thái rau nhá. Đây các bác này, lắp lưỡi vào đây cho em, lắp lưỡi vào đây. Đó, đây nó sẽ có cho các bác bộ lưỡi này, giòn giết các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Lên mã giúp cho em là máy thái rau nhá. Giá nó sẽ là 100k. Máy thái rau bằng tay 100.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Con này thì cái công năng sử dụng của nó thì khá là tuyệt vời và hữu ích cho các bác nhá. Đó, lên cho em là máy thái rau bằng tay nhá. Máy thái rau bằng tay này. Máy thái rau này, thái rau bằng tay nhá. Đấy, xoay bằng tay. Giá sẽ là 100k. Đấy, con này trước em đang bán là 80k, nhưng mà đợt này nó sẽ lên là 100.000 nhá. Lên 100.000. Hàng nó lên thì em sẽ bán lên. Chợ nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian và thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian và thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Chế biến đó, món ăn lên là, máy thái rau, giá sẽ là 100.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái thước laser nhá. Con này thì nó sẽ là một con thước cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Nó sẽ có cho các bác là ba mực, mực đứng, mực vuông và mực nghiêng. Đấy, ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là đây ba con thước thủy như này nhá, thước thủy này này. Đấy, đo đứng, đo nghiêng rồi đo lệch này, và có cho các bác là một con thước laser như này nhá. Đây, con laser như này. Đấy, các bác dùng nó rất là tiện. Con laser này thì cũng khá là hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, con laser này các bác này. Thì các bác có thể lấy mực nghiêng, mực đứng, mực nằm đều được hết nhá. Đó đây. Con laser này thì dùng rất là ngon luôn này các bác này. Đấy, các bác có thể đo dùng con laser này để mình đo nhá. Và ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một con thước rút này. Một con thước rút 2 mét nhá. Đấy, thước rút 2 mét đây. Đấy, một con thước rút nữa này. Đấy, rất tiện ích cho nhá. Đó, có thước rút này, có thước đo này, có thước đo 6 tấc này và thước đo 15 cm này. Đầy đủ các chức năng cho các bác cho một con như này. Thước laser nhá. Đấy. Laser thì nó sẽ có cho các bác là mực nằm này, mực đứng và đo lấy góc vuông. Đấy. Đầy đủ cho các bác luôn. Và giá thì một con thước laser như này giá chỉ có cho các bác là 90 cành thôi, 90.000 cho một con thước laser như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là thước laser nhá. Giá của nó sẽ là 90k. Đó. Thước laser này. Thước laser giá sẽ là 90k cho con thước laser này nhá. 90.000 cho con thước laser như này. Con này thì khá tiện ích cho anh em các bác sử dụng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn chải điện thì giá chỉ có 60.000 thôi. Thì các bác sẽ nhận được hàng bao gồm cho các bác là một cái bộ 4 đầu bàn chải như này. Đấy, và một con máy này. Bây giờ các bác mua 4 cái đầu bàn chải như này đã mất đi 50-60.000 rồi. 15.000 là mất 60.000 rồi. Thế mà đây các bác mua cả bàn chải cả máy như này mới cũng mất có 60.000 thôi. Đấy, cái này hết pin về nhà các bác cắm sạc pin vào cho em nhé. Đấy, cắm sạc pin vào cho em. Đấy, con nào hết pin thì các bác cắm sạc vào cho em. Đấy, con này nó báo đỏ hết pin này này. Về nhà các bác cắm pin sạc vào cho em. Dòng này thì nó để nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó sẽ hết pin, thì về nhà các bác cắm sạc vào cho em là được thôi.
đấy, chứ không có gì phải lan tan cả. Bên em thì vẫn là chương trình lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày, cho nên các bác cứ yên tâm sử dụng trong vòng 10 ngày, có lỗi gì bên em sẽ đổi cho các bác luôn. Đây đấy, xoáy vào cho em này, sau đó thì bật công tăng lên này đấy, và các bác sử dụng thôi. Khi bật thì các bác giữ lì cho em nhé, giữ lì cái phím này cho em này đấy, giữ lì cái phím này cho em, đó là ok đấy. Lô này thì hàng về gần như là hết pin tất rồi, cho nên về nhà các bác sạc pin vào cho em là xong nhá. Đó, sạc pin vào cho em là xong. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 cái bàn chải điện này thôi. Đấy, kèm cho các bác 4 đầu bàn chải luôn. Các bác dùng 1 năm là ok, mất chỉ có 60.000 thôi. Lên cho em là bàn chải điện nhá. Bàn chải điện này. Bàn chải điện giá của nó sẽ là 60k. Tần suất dung của nó sẽ là 32.000 lần trên 1 phút. Dung cực kỳ khủng khiếp luôn. Thì nó sẽ làm sạch, làm trắng răng cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm. Đó là cái tất là hộp nhá, tất hộp, một hộp này của nó là bao gồm là 5 đôi, hàng của thương hiệu Nike nhá, hàng thương hiệu Nike. Đó, một hộp này của nó bao gồm là 5 đôi. Bên shop đang gửi tới các bác. Cái giá đó là 80.000 cho một hộp tất này. 80.000 các bác nhá. Đấy, 80.000 cho một hộp tất này này, bao gồm cho các bác là 5 đôi. Theo các bác thoải mái lựa chọn luôn. Đó. Chất liệu của tất thì cực kỳ là dày dẫn luôn nhá, rất là dày các bạn, rất là dày. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là dây chun ở bên trên như này. Đấy, co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn, dày dẫn chắc chắn. Các bác đi vào mùa đông thì cũng như là mùa hè đều ok hết nhá. Lên cho em là tất hộp 5, nó sẽ kéo màu đen và màu ghi nhá. Tất hộp 5. Lên cho em là tất hộp 5 nhá. Tất hộp 5. Giá của nó sẽ là 80k nhá, 80.000. Đấy, có màu đen và màu ghi nhá. Màu đen và màu ghi. Đấy, 80.000 trong hộp 5 đôi này thôi. Giá rất là hợp lý luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là kia bơm tẩu ô tô nhá. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Toyota, nó sản xuất để tặng cho khách hàng mua ô tô của nó. Đây, Toyota các bác này. Đấy. Con này thì về nhà các bác cắm vào tẩu ô tô và chỉ dùng được cho ô tô thôi. Còn những cái khác là không dùng được đâu các bác nhá. Các bác chuyên dùng cho ô tô nhà mình. Chuyên dùng cho ô tô nhà mình là ok nhá. Đấy, thì con này là gọi là bơm tẩu ô tô. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con bơm tẩu ô tô này. Đấy, về nhà các bác cắm vào cái tẩu ô tô nhà mình ấy. Đấy, thì bác nào có ô tô con hoặc là ô tô tải thì mới dùng được, chứ còn các bác dùng bình thường là không dùng được đâu. Đấy. Hàng thì của thương hiệu Toyota rồi và nó sản xuất để nó tặng cho khách hàng mua ô tô của nó. Đấy, lên xem là bơm tẩu ô tô nhá. Tẩu ô tô này, bơm tẩu ô tô giá là 180.000. Bơm tẩu ô tô giá sẽ là 180k. Được, ok.